Hương ơi, mất đâu, mất đâu? Thanh ánh sáng chưa gì hết rồi. Vô rồi, vô rồi, nhất cả ơi. Chào anh Thiên Trí, chào hết mấy anh chị nha. Bữa nay đưa ai mà lấy lại? Đưa cho Phong Sầu. Chào Minh nha. Phong Sầu. À, mới ứng lương mua lại rồi. Điện thoại bé ơi. Chào hết mấy chị, chào chị Thượng Nguyễn. Chào Minh, chào hết mấy chị nha, chào chị Hiếu Kim. Cũng bận lên tuần mấy, hai tuần rồi, tuần tuần mới quay lại gặp mấy anh chị nha. Hôm nay về rất là nhiều hàng, cả cát, brass, dendro thì thôi, chắc tầm khoảng mười mấy màu á, rất là nhiều nắng màu, đẹp lắm mấy chị, bông chuỗi bông dài, rất là nhiều ha. Chào chị giới thiệu Thiết Nhung. Có cát, dòng cát một lá, cát thơm hương xả chanh, rất là nhiều cát, nhiều brass nữa, nhiều dòng dendro nắng màu đều có hết nha chị. Chào chị Ngân Trần, chào hết mấy chị. À, hôm nay em sẽ lên trước cái dòng dòng cát nữ hoàng, dòng cát nữ hoàng nha, đó là cát lục đại thượng. Lâu lắm rồi, cùng tôi tầm mấy tháng rồi em mới bán lại cái dòng này ha. Cát lục đại thượng. À, cái cây này là em tặng quà game nha anh chị ha. Chủ bông nó là chùm luôn á. Cái này còn phát bông ở phía trên nữa nha chị. Em làm quà game tặng cái cây lục đại thượng nha anh chị, cho anh chị coi mặt bông của cát lục đại thượng. Chờ hết mấy anh chị nhớ chia sẻ giùm em nha. Mình chia sẻ công khai, chế độ công khai để nhận quà nha anh chị. Quay cơ hội trúng quà nha. Nhận và cảm ơn chị Tuyết Nhung. Hả? Về đại ca Hà đi đâu lang thang này trời. Anh Hà đâu đây? Hà béo nè. Đi lên bán anh nè. Cát lục đại thượng hôm nay có dòng cát lục đại thượng và cát Anna bông to ha. Bớt rồi, rất là to. Em sẽ lấy cái cây cát lục đại thượng để làm quà tặng cho anh chị luôn. Một chùm bông vậy luôn nha. Loại này là dòng bông chùm á. Chào chị Trang Phụng, chào hết mấy anh chị. Em cho anh chị coi mặt bông của cát lục đại thượng nha. Lâu lâu lên like. Hôm nay Yến về quê hỗ trợ với Tiền Giang, cho nên là em lên like nó cũng hơi lúng túng một xíu. Rắc xuống like, em kiếm anh Hà nè. Em hỏi thăm xíu nè. Anh Hà Beo nè. Đây ạ. Cái cát, đây là dòng mặt hoa của cát lục đại thượng nha chị. Dòng cát này rất là dễ trồng. Xiên bông hàng này là trồng thuần hết rồi nha. Đang có vòi em bán hôm nay là hàng có bông hết nha. Bông là dạng chùm luôn anh chị. Lát có lô này có chùm, một chùm trên này rất là nhiều bút bông nha. Dòng cát này có mùi hương thơm là mùi chanh xả nha anh chị. Mùi xả chanh á, mùi rất là dễ chịu. Đây mặt bông nha, mặt bông nha. Đi vô lan ha. Lát xuống live gọi anh á, em hỏi một xíu. Chào chị Tư Phùng. Hôm nay là dòng cái nào lô này rề vất rất là đẹp anh chị. Muốn một chùm bông như vậy luôn nè. Một chùm bông luôn nha. Cái cây em tặng anh chị là nó nở rồi. Nở búp to rồi, chuẩn bị nở nha. Còn cây này lá em lên rất là nhiều bông. Cho chị chùm cắt một lá nè. Dòng mà bông chùm như vậy nè. Rất là nhiều bông nha. Nghe sợ trốn. Cảm ơn chị Phương Hồng. Gốc hồ điệp hàng lá lâu lâu á chị, lâu lâu bán, mỗi lần chị thấy em bán cái đó là chị biết em bán lỗ cỡ nào rồi đó, là cắt bông xong rồi bán lỗ gốc á, cho nên là em cũng không mong muốn bán gốc hàng lá. Dạ, cảm ơn chị, chào hết mấy chị nha, chúc anh chị một buổi trưa thật nhiều niềm vui nha. Hôm nay làm việc nhiều năng lượng nè, hôm nay trời rất là mát, ở bên em là trời ui ui mát nha, không có quá nắng gắt mà cũng không có mưa.
Đây, anh chị nhìn cát lục đại thượng với chậu như thế này, trồng thuần như thế này, em bán 200 ngàn thôi, 200 ngàn một chậu. Hôm trước đây là phải bán 250 và thấp nhất cũng là 220. Hôm nay về lô đẹp hơn, bông chùm hơn mà có 200 ngàn à. Thì vườn Đài Loan của người Đài Loan mà em kể anh chị đi lần trước là cái lấy cây xuống cái ông Đài Loan ông bóc lên ông kêu đẹp, ông giữ lại á, là hôm nay nó rộ lên, cho nên là giá đào xuống có 200 ngàn một cây lục đại thượng thôi. Anh chị cứ tầm thì tầm nha, giá đào xuống gần 20-50 ngàn luôn. Cây một chùm này là hàng Đài Loan nha anh chị. Hàng này hàng Đài Loan. Dòng cát này là cát nữ hoàng nha. Dòng cát nữ hoàng lục đại thượng nha anh chị. À, chia sẻ đi, biết đâu à, nay anh Hà Bèo may mắn trúng sao nha. Chào hết anh chị nha, chia sẻ giùm em nha. Còn ra mèo rồi khô à, không có bông ước gì trúng cây cát lục đại thượng. Dạ chị nha. Đó, em tặng cái cây là nó bung bông rồi nha. Ha. Nó chuẩn bị bung bông. Lên hàng búp này rất là nhiều nha anh chị. Em tặng cây này, trồng thuần hết nè anh chị nè. Trồng thuần, hàng này trồng thuần hết nha. Rất là dễ trồng mà rất là dễ xiên bông. Anh chị lưu ý cái dòng cát này á. Nè, nó ra mầm ở dưới đây là ở trên này ra bông nha. Cái giống này là vậy đó. Ha. Em hỏi đặc điểm nhà vườn, kêu là anh coi chị cho hướng dẫn giùm em cái cách để mà em nói khách, thì nhà vườn nói cái đặc điểm ưu điểm của cái dòng này là khi nó nhảy mầm ở đây thì nó ra bông ở đây nha, đẻ con là ra bông đó. cứ nhảy con là ở trên đây nó có bông, cái thân kia nó sẽ thân mẹ nó ra bông nha. Nó đặc điểm là rất là xiên bông, anh chị biết là nó cứ nhảy con ra là nó ra bông. Chào anh Prime Meter, chào hết mấy anh chị nha. Ước gì cũng rất là nhiều người mơ ước vậy, nói chung em đó tặng anh chị cây chùm bông vậy ha. Cũng may mắn anh chị em quay ngẫu nhiên ha. Anh chị khách mới khách cũ đều có cơ hội trúng. À, chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ trước khi mình bốc thăm gọi tên nha. Nếu mà chị chia sẻ sau là mình sẽ không được nhận quà nha anh chị. Em cũng nói trước chia sẻ chế độ công khai nha. À, chào anh Võ Quốc Đại, chào chị Nhung Hà, chào hết mấy anh chị. Một giờ bắt đầu vô làm việc của ngày buổi chiều rồi anh chị. Có nhiều nụ lùm nè anh Khoa, anh coi nè, 200 ngàn một cây thôi nè. Rất là nhiều thân, một lùm luôn nha, rễ khỏe mà một chùm bông. Em đếm trên cái này phải 6 bông. 6 bông là đạt nhất trong dòng cát một lá. Em nghiên cứu ấy nha, thì anh chị cứ search lên mạng giữa đặc điểm của cát một lá và cát hai lá. Cát một lá thường bông to và nó từ tầm 1 bông cho đến 6 bông là nhiều nhất. Thì những cái cây này nó là số lượng bông đạt nhất rồi, 6 bông là đạt nhất luôn rồi. Cái lô này toàn 4-5-6 bông không mà rất là nhiều lùm là chùm bông. Còn cách hai lá thì thường á, em cũng nói sơ, nhiều khi em có đọc rồi cũng chia sẻ thôi chứ mình không dám nói là chỉ hay như thế nào, nhưng mà thực sự là em cũng nghiên cứu là cách một lá khác với cách hai lá như thế nào á. Thì thứ nhất là cái cách một lá thường của mình nó sẽ ra bông dạng chùm và nhiều bông. Nhiều bông hơn, còn cái sai bông nó nhỏ hơn. Còn cách đó là cách hai lá, còn cách một lá của mình bông nó to, mà thường thường xong từ 1 cho đến 6 bông là hết cỡ rồi, không rồi. Hầu như là 7 bông hầu như không có nha. Lô này rất là đẹp và rất là nhiều chùm bông. Em quay quà nha, tặng cây này nha anh chị. Nè anh chị nhìn chưa, đó, dưới đây có thân con là ở đây nó cho bông nha, nó ra mầm là ra con. Mình còn nắng đen không em? Nắng đen hết rồi chị Ngọc Trương, chị Phương Hồng ơi, vài hôm nữa đi. Mặt hoa nè anh Bảo ơi, mặt hoa đây. Mặt hoa. Cách nữ hoàng lục đại thượng nha anh chị. Hoa thơm, rất là thơm mà thơm mùi xả chanh nha. Nó mùi hương có cái đặc trưng của mùi xả chanh rất là dễ chịu anh chị mà. Nếu mà đi du lịch nhiều đến những cái phòng khách sạn là người ta thử sử dụng cái mùi hương xả chanh. Rất dễ chịu, rất là dễ chịu. Đây, mặt bông nha. Màu vàng, vàng xanh. Nó vàng, màu vàng có xanh ngọc đó anh chị. Là lưỡi, họng. Đỏ hồng, rất là đẹp. Dạng bông chùm nha, cách chùm. Em tặng cây này làm quà game nha. Bắt đầu em cập nhật lượt chia sẻ nha anh chị. Cập nhật lượt chia sẻ. Hôm nay live sẽ đụng yến dưới Tiền Giang. Nhưng mà hàng ở dưới Tiền Giang khác với hàng ở trên này. Cho nên anh chị cứ xem hai nơi rồi ủng hộ bên em ha. Cảm ơn mấy anh chị.
À, em bắt đầu cập nhật luật chia sẻ nha. Chào chị Hạnh, Mai Thị Hồng. Hôm nay nhiều dòng lắm. Có cát nè, em sẽ lên trước đầu like, em sẽ lên hai dòng cát, một lá loại bông to, cát Anna, cát lục đại thượng, có dòng brass nữa và một cái lô và một cái lô cát một lá hàng lùm luôn, là em sẽ đi trước cái dòng cát xong, sau đó cát brass xong, sau đó mới chuyển qua một số cái dòng dendro nha anh chị. Dendro hôm nay về tới mười mấy màu luôn, rất là nhiều màu. Hôm qua đi bóc nguyên ngày, đáng lẽ tối qua em like mà em để cho bé Hương like, thật sự hôm qua bóc không kịp luôn, về tới nhà đi tới cả trăm cây số chị, đáng nguyên cái xe tải luôn. Hôm nay về tới mười mấy 20 màu ha. Anh chị có thể là lát mình sẽ lên, có thể lên được những combo 5 màu, 5 cây 5 màu, 10 cây 10 màu cũng có luôn ha. Rất là nhiều, hôm nay rất là nhiều. Em bắt đầu cập nhật luôn chia sẻ nha anh chị. Anh chị nhớ chia sẻ giùm em nha. Bây giờ là 13 giờ 18 phút ha. Những anh chị có comment, có chia sẻ nha. Sắp cũng không có ưu tiên ai ha, không ưu tiên ai. Em chỉnh 100 giây nha, bắt đầu cài đặt. Mình có 262 lượt chia sẻ, 1.600 bình luận nha. Vậy là số lượng dữ liệu là nó cập nhật rồi đó. Bắt đầu mình sẽ quay. Quà tặng là một cây cát lục đại thượng đang hoa nha anh chị. Chào anh Trung Lê, chào chị Tiết Nhung, chào hết mấy anh chị. 100 giây. Ở trưa cho nên là chắc anh chị giờ còn đang nghỉ trưa hoặc là bắt đầu làm việc, cho nên là lượt view nó cũng hơi thấp. Không sao, nhiều hàng lắm, năm nay rất là nhiều hàng. Rồi gần cuối live em sẽ tiến hành sale một số hàng cũ. Anh chị em thấy hàng nào nhắm em sale được em sale luôn. Giá thì không nói trước luôn, sale rẻ đến nỗi mà không nói trước giá luôn. Hôm nay có lô pin 114 nha anh chị. Thương trước giờ lâu lắm rồi mà mấy chỗ người ta bán toàn bán hàng lá thôi. Hôm nay có cái dòng hàng bông, em sẽ về hàng bông pin 114 cho anh chị, dòng rất là dễ sổ chớp. Quà tặng là cây cát nữ hoàng lục đại thượng nha anh chị. Chào chị Nguyễn Lai, chia sẻ đi chị Lai ơi, chia sẻ lẹ lẹ đi ha. Coi xem ai may mắn nha. Chị anh Hiếu Kem, em sẽ xem một số dòng luôn hôm nay sale. Hôm nay có Tommy hàng bông, hàng lá có hàng bông được vài cây, ai chốt được chốt. Có pin, có nhiều còn được mấy cây tề thiên luôn. Tề thiên thì rất là đẹp, nó không có sale. Chị Kim Thoa nhắn gì trong tin nhắn á baby ơi, check giùm chị. Chưa gì có sẹo, có sẹo da da, có sẹo ga ga không cần cần. Dạ chốt rồi ghé luôn được nha anh. Dạ có da da đẹp, da hồng đẹp. Được chia sẻ mà vô chia sẻ rồi trốn đâu mất tiêu hết à, có 101 người coi à. Rồi từ từ hồi hộp ai trúng quà đây. Ô là la Minh Quang Garden, chúc mừng anh có Facebook là Minh Quang Garden. Minh Quang Garden có là có giùm em nha. Minh Quang Garden, ai có là có giùm em. Anh chị có thấy comment của anh Minh Quang Garden thì nhắn giùm em nha. Có luôn nè, ảnh đâu ảnh lẹ quá luôn nè, có luôn nè. Canh dữ lắm nè. Minh Quang Garden có chia sẻ 7 phút trước nha anh chị. Hợp lệ rồi. Cái quay game mà trúng mà tặng là mừng lắm, có ai lên nhận quà là mừng lắm. Đây xíu. Anh Minh Quang Garden nha. Đó, anh có chia sẻ ở đây. 14 phút trước, 7 phút trước đây. Có chia sẻ nha. Chia sẻ 7 phút trước. Phiếu game hợp lệ nha, chào hết mấy chị. Rồi, em lên.
Em nói hôm nay bông chùm luôn. Rất là thích, em tặng cây này cho anh nha. Cây rất là khỏe nha chị, nhìn cái bộ rễ nha. À, rất là khỏe. Đây em bán hàng đây. Rồi, cảm ơn mấy anh chị nha. Ai mà chưa may mắn thì tối nay nữa, tối nay tầm 7:30 8 giờ mình lại có, nhưng mà nhớ chơi game xong ở lại ủng hộ em nha, đừng có rót ra hết, lượt view thấp xuống buồn lắm. Chờ Kim Chi, em tặng em bắt đầu em lên cây nha anh chị, hàng bụi lùm nha, rất là nhiều thân nha. 200 ngàn một chậu như thế này đang có bông như vậy. Anh chị nhìn một chùm nó đây, nở thì nó đẹp cái bộ mức độ nào, ở trong này là có 6 cái bút nha. Cái cây đầu tiên em sẽ lên cây đầu tiên, chốt cho anh Võ Quốc Đại cây 200 nè. Lên cây cho chị. Lấy cái bò như vậy. Đây lấy cây qua. À, chào chị Liên. Chị Liên vô trễ nè, chưa có quay game, tham gia game là live chiều nữa nha chị. À, lên cây giùm chị, em sẽ lên những cây. Em chốt cho anh Võ Quốc Đại bút ráp á. Em lên cây, mấy cây này em nói là búp rất là nhiều nha. Anh chị nào tranh thủ chốt thì chốt đi, rất là nhiều búp. Đây, em lên cây thứ hai, chị nhìn một chùm bông nè ha. Một chùm bông vậy 200 ngàn một chậu như thế này, 200 ngàn nha. Cái này là ba cũng đều 6 búp nha anh chị. 6 búp là đạt nhiều nhất rồi đó. Trong cái dòng cát nè, dòng cát bông to mà hoa thơm. Nó là thơm mùi trái chanh nha. Đây, cây này cây thứ hai. Em bán hàng trồng thường này rất là dễ ra bông nha. Dạng chốt chị Lê Kiều, cây cát 200 nè, lục đại thượng, cây cát lục đại thượng 200. Em cảm ơn chị Lê Kiều, cảm ơn chị Võ Quốc Đại nha. Một cây cho chị Lê Kiều ạ. À. Em lên cây khác, em nói một lùm luôn mà nên rất là ưng cái lô này. Em lên em bán trước. Lô này mình tự tin lên mình bán trước. Em lên cây khác nè anh chị, cũng một chùm bông nha. Anh chị coi cây rồi chốt nè, 6 búp trên cái này nha. 1 2 3 4 5 búp. Lô này cây này 5 búp. 5 búp. Trốn nhà tạo Facebook coi lại. Trời ơi, cái chút thương ghê. Trốn nhà, trốn xã. Thêm cây này cho anh chị xem mặt hoa anh. Chốt cho mình cây 200 nha. Chị Dương Ngọc Liên này, em chốt cho chị cây chị Liên nè. Trời ơi, yêu Lan ghê chưa. Em thấy chị đăng mấy hình cá rác rất là đẹp. Ơn ghê luôn. Đó, em lưu lại, em xin hàng. Xin mặt bông đó nha chị chút. Em cho anh gì đó coi mặt bông này. Em lên cây khác cho anh chị mình coi mặt bông nè. Dạ, chị Kiều lúc rác luôn, ok chị. Lai trưa với lai tối là mai em sẽ gom đơn em gửi cho anh chị nha. Đợi em xíu. À, mặt bông của cát đây. À, lục đại thượng nha anh chị, mặt bông nè. Cánh hoa màu vàng nha, lưỡi hồng hờ, tím hồng rất là đẹp, hoa rất là thơm. À, con chào cô Hương. Dạ, mặt hoa đó cô, cái con đưa hơi nhanh. Đây, mặt bông của cát lục đại thượng nha. Cái lô này là 4, 5, 6 búp không à. Thông thường một cái cát mà dòng hoa thơm bông to như thế này thì chỉ có tầm 1, 2 búp, 3 búp mình đã thấy nhiều. Còn lô này rất là đẹp luôn, toàn hàng tuyển không. 4, 5, 6 búp không à. 200 ngàn một cây nha, 200 ngàn một cây. Em lên cái cây khác mình coi cây rồi mình chốt cho em ạ. 200 ngàn một cây. Một chùm ha. Đây ạ, à, em lên cây khác. Cây một lùm hàng trồng thường hết rồi nha. Hàng trồng thường này vườn của người Đài Loan trồng mà giống này giống Đài Loan nha chị. Giống Đài Loan. Em lên cây này là có 5 búp ở trên này. Có 5 cái búp chưa nở nè. Cái này là về cho anh chị an toàn tuyệt đối luôn nè. Ha. Cây lùm á chị Phương Hoàng, cây nào cũng lùm hết. Cái này thường nó tầm 3 thân nè. Mình ở đây tới 6 7 thân nè. 6 7 cái thân luôn. Chờ một. À, 200 ngàn một cây á chị Vũ Ngọc Thế Nguyễn ơi, Vi Ngọc Thế Nguyễn ơi, 200 ngàn một cây. Rất là lùm luôn nè. Cây này là cây lùm, cây khỏe rồi á anh chị. Cây anh chị, cái này trồng khoảng 2 năm mấy mới được như vậy. Bên em bán hàng không bao ship nha anh. Tất cả hệ thống trên của shop Hoa Lan Vĩnh Kim đều không bao ship. Cây này 200 ngàn, ai chốt cây cắt chùm này. Có lá rát vàng á chị Liên, có rát vàng. Hôm nay em có lô rát vàng rất là đẹp mà giá cũng rất là rẻ. À, em lên một cây khác nữa nè. Nó là chùm luôn chị nhìn cơ. Cây nào cây nấy đều khỏe trồng thuần hết. Đây là có mùi hương là mùi hương xả chanh nha. Mùi hương xả chanh. Đó, mùi rất là dễ chịu. À, không có nồng gắt nha. Đó, một chùm anh chị nhìn rất là nhiều búp ở trên này. 6 búp luôn. Cây này 200 ngàn ai chốt thêm. À, chụp thêm một cây đẹp. Em chốt thêm cho chị cây này luôn nè. Đó, thân thế anh chị thấy không? Nó ra bông là nó ra là mầm. Cái cây này hả, có mầm lên là có bông. Cách lục đại thượng cái gì Nga Bùi ơi. Em cảm ơn chị Lê Kiều. Em lên cây khác nữa nè anh chị. Đó, một lùm như vậy, một chùm như vậy đã là tượng búp hết rồi, cho nên là an toàn tuyệt đối nha anh chị, gửi về anh chị an toàn tuyệt đối luôn nha.
Cái này 200.000, lô này rất là đẹp. Em xen luôn cái dòng cát Anna luôn chị coi. Có hai màu nha, được đột đồng một giá 200.000. Lên cái cát Anna cho chị. Lấy cho chị vài cái cát Anna. Đây ạ. À. Chị coi là một lùm luôn nha, cát lục đại thượng. Em sẽ cho chị coi cái cát Anna luôn, đồng giá 200.000. Cát Anna và cát lục đại thượng. Cái này. Cái sọt. 200.000 một cây nha. Đây mở ra như vậy to cho chị dễ nhìn. Đó. Dòng cá nữ hoàng lục đại thượng, hai dòng này đều là dòng Đài Loan hết nha chị. À, hai dòng này là đều lùm hàng Đài Loan hết nha. Rồi anh chị chờ em cho coi cái mặt bông của cá Anna luôn. Rất nhiều màu, hôm nay có cầm ráp rất là đẹp nha Anna. Nếu anh chị đã yêu cá, đã sưu tầm, đã là chơi cát thì phải có cái hàng này. Phải có một cái dòng đó là dòng cát Anna này, bông rất là đẹp, bông to nha. Đó. Nó tên là Anna Banmore nha chị, dòng cát Anna Banmore. Bông rất là to, cực kỳ to, cũng là 200.000 một chậu như thế này. Đó. À, cánh nó màu trắng, có cái tia tím ở dọc sở dọc cánh rất là đẹp nha. Cây này nó có 3 màu, trắng, tím, vàng ở cái nhụy vàng luôn. Rồi bắt đầu em chốt đơn nha. Em chốt cho chị Hạnh Mai Thị Hồng một cây lùm đẹp luôn, là nhiều nụ, nó rất là nhiều nụ. Lô này phải từ 4 búp trở lên luôn á. Hạnh Mai Thị Hồng chốt. Em chốt cây này cho chị Hạnh Mai Thị Hồng. À, chị Nga Lê một cây lục đại thượng nhiều búp nè, em đổi cho chị nhiều búp luôn. Nhiều lùm búp luôn nè. Em có cho chị Nga Lê một cây lục đại thượng nụ lớn. Chị thích nụ lớn, em mấy cây nụ lớn nè. Nụ lớn cho chị luôn nè. Đó, cái nào cũng tượng nụ như vậy là an toàn tuyệt đối luôn nha. Em chốt chị Nga Lê cây này ạ. Rồi em lên cây cát Anna cho chị nè. Với cây lục đại thượng. Đó, Anna. Rất là thơm, thơm lắm. Đúng rồi chị Nga Bùi nó chơi qua dòng này. Tại vì hầu như là tháng nào em cũng bán một cái dòng như thế này. Và là hai vườn này là em bao vườn luôn, mua đã bao vườn luôn, cho nên là cứ nở bông ra là bán vườn cho họ luôn. À, chị Hương Ninh một cây lục đại thượng nè. Em chốt chị Hương Ninh một cây một chùm luôn nè, chị Hương Ninh. Anh chị khách mới cho em vài phút số điện thoại, gửi điện thoại lên em nha. Hoa bao lâu mới tàn? Nếu mà cát anh chị chơi này, nhất là nếu mà thăng thường nó khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần nha anh chị. Nó không phải như dendro là cát mình như vậy là nó là lâu tàn rồi đó, tầm 2 đến 3 tuần. Em chốt cho Ninh Hương Ninh một cây. À, Phạm Giàu lựa cho mình cây lục đại thượng lùm, chị Diệp Nhân một cây nè. Đây là dòng cát lục lã. Đây, em lấy cho chị Phạm Giàu một cây. Đây, Phạm Giàu cây đẹp luôn nè. Lục đại thượng lùm luôn nè. Đó, anh chị nhìn để ý không? Hầu như 90% nó là đều có con á anh chị, tại vì nó có ra mầm. Là ở trên đó cây mẹ có con. Cây mẹ vừa đẻ mầm mà vừa đẻ con nha, cho bông có bông, vừa có mầm vừa có bông. À, em chốt cho chị Diệp Nhân một cây. À, anh Võ Quốc Đại một cây nè. Anh Võ Quốc Đại một cây Anna, ba bông rất là đẹp nha. Hàng này trồng thường, đồng giá 200.000 hết nha chị. À, đẹp cho chị dồn đơn, chị Hương Ninh. À, lựa cây đẹp cho chị, ý là chị Hương Ninh thêm một cây nữa là tổng hai cây đúng không chị Hương Ninh? Chị Hương Ninh nhắn lại giúp em với. Hồi nãy có một cây lục đại thượng rồi, giờ chị muốn lấy thêm cây Anna nữa đúng không? À, em cho xem mặt hoa lại hả? Chờ em xíu, em sẽ lên một cây lục đại thượng và cây Anna luôn cho anh chị coi nha. Lấy cái rổ lục đại thượng thêm chị. Nếu mà anh chị chơi cát mà không có cây Anna thì tiếc lắm luôn á, thực sự là rất tiếc lắm luôn. Anna là cây đạn bông to, cát Anna Banmore nha, chị cứ gõ sợ lên mạng mà coi cái vẻ đẹp xuất sắc của nó anh chị nè. Cánh hoa nó mà tia tím là rất là đẹp nha. Rồi bông to, đây là bàn tay của em nè, chị cho mình thực tế cái bàn tay của em. Đó, nó chẳng là xi nhê gì so với cái bông mà anh chị thấy chưa. Nó to hơn cả bàn tay, đường kính này phải đạt từ 20 đến 25cm nha anh chị. Rất là to, bông cực kỳ to. Cây này em chụp thực tế tại vườn luôn nha. Đó, cái bàn tay này, bàn tay của em. Đó, khỏi giới thiệu bàn tay. Đó, mặt bông rất là đẹp nha anh chị. Rất là đẹp. Dồn đơn hàng chưa gửi hả? À, chị Hương Ninh dồn đơn hàng chưa gửi. Cây lục đại thượng. Rồi. Như chú. Đây là cây Anna nha anh chị.
À, anh chị ơi, những cái đơn nào mình chốt hôm qua là em hôm nay em gửi, còn live trưa hôm nay và live tối là ngày mai em sẽ gộp chung live trưa nay và live tối để gửi nha. Cho nên là những đơn mà đã chốt rồi thì nó đóng thùng rồi, thông cảm giùm em, nếu mở ra thì hư cái thùng, tội nghiệp em ha. Rồi đó, đó là màu đục đại thượng nha. Em chốt chị Phương Hồng một cây Anna đang cầm, chốt chị Phương Hồng rất là đẹp, lô này rất là ưng ý cho nên em lên trước luôn á, rất là ưng ý. Lên một cây Anna khác cho anh chị coi, một lùm luôn đó, một lùm luôn nha. Cây này cũng đồng giá 200.000, cây này cái răng lên tượng lên ba búp nha, ba búp 200.000 Anna. Anh chị nào có chốt giùm em mà 200.000. Cây này cây Anna, cây lục đại thượng em lên là song song cho anh chị coi luôn, lô này rất là đẹp. Nè em bán bao vườn luôn anh chị đó. Nè cái anh chị em nói đúng không, đây là bông ở phía trên nè anh chị, đang ra bông ở đây thì ở đây nó ra mầm. Chị Diệp Nhân lựa cho chị cây Anna này rất là lùm đẹp nè chị. Cảm ơn chị Diệp Nhân đó. Anh chị thấy không, cây mà cá lục đại thượng hương xả chanh nè anh chị, cho bông ở trên này và giữa đây ra mầm, nó rất là dễ trồng. Ship hóc môn cân ký tính tiền anh chị, hóc môn nếu mà một cây này nó tầm khoảng 35.000, 35.000 là mức tối thiểu rồi. Và đợt này nhiều thân đó chị, tại vì cũng cái lô đó luôn, cho nên nở bông tới đâu mình bán tới đó, cho nên là cái tỷ lệ nó càng mua sao thì cái bông nó như mầm, nhiều mầm hơn. Chị Phương Hồng, cây của chị đẹp không, đẹp không lấy tiền, thật sự đẹp lắm luôn, cây của chị mới xách đi là ba búp luôn á. Đổi cho chị cây lục đại thượng nụ lớn này nha chị Hạnh Mai Thị Hồng, đổi cây này đổi. Ok chị, em đổi cho chị luôn nè, cây nào cũng đẹp hết á. Em lên một cái cây cát Anna, chị nhìn một lùm luôn nè, cái cây này lùm quá trời lùm luôn, lùm một lùm luôn nè, bít hết chậu rồi anh chị về sang chậu ha, nhưng mà đợi tàn bông đi rồi hãy sang chậu, tại vì nếu mình để gì mà sang chậu thì dễ ảnh hưởng tới cái bông nha. Tàn bông rồi hãy sang chậu ha, cứ ngắm nghía tận hưởng trước đi rồi ra chậu sau. Em lên một cây lục đại thượng, một cây Anna đi một cặp, một cây này cứ 200.000 một cây nha anh chị đó. Anh chị em nói phải sai đâu, đây bông đây, ở dưới gốc là cho mầm, cứ nuôi ra mầm gốc thì sẽ cho bông, cho nên là nó rất là xiên bông, chứ không phải như một số dòng cách một lá mà anh chị thấy là rất là lì bông, thì không có, cái này rất là xiên đó, cứ ra mầm thì ở trên đây cho bông, thân nào ra mầm thân đó là cho bông nha. Một Anna một loại lựa thượng được chị lựa, em lựa cho chị Thu Hiền nè, cảm ơn chị Thu Hiền, lùm đẹp luôn nha, 200.000 một cây thôi anh chị. Giá này là em bán giá lâu lắm rồi không có hề lên giá, mặc dù cái cây nó càng ngày càng chăm nó càng lùm hơn mà vẫn bán với một cái giá cũ nha. Đó, em lên một cây Anna khác nè, Anna thì nó không có nhiều búp như thằng lục đại thượng nha anh chị đó, thì cũng nói rõ cho anh chị đó. Lục đại thượng cái cây này tới 5 búp, 5 cái bông nha, còn có thể bung nữa hay không thì em biết. Chốt cây ngọc lá, em chốt cây Anna cho chị Phạm Giàu nè, 200.000 một lá. Mấy anh chị mua trước có thường ít thân hơn, tại vì nó phát triển càng cũng cái lô đó anh chị, chăm nó nở bông tới đâu là em bán tới đó, là bán bao vườn luôn mà. Nên là dòng này là của hàng Đài Loan, của vườn của người Đài Loan nha. Em lên cây lục đại thượng luôn, 200.000 cây này 5 búp. Em mới chốt cho chị Phạm Giàu, anh chị khách mới cho em vài phút nhắn cái số điện thoại địa chỉ lên giùm em nha. 200.000 một cây, 200.000 lại cây cát lục đại thượng và cát Anna, em sẽ đi một cặp như vậy ha. Cứ 200.000 một cây. Đó, anh chị nhìn nè. Bông búp to hết rồi nha, an toàn tuyệt đối, cây lùm. Cây lô này rất là đẹp, rất là ưng ý nha. Rễ phúng ở dưới đây rất là nhiều. Rễ rất là khỏe nha, hàng trồng thuần hết rồi. Hai dòng này cực kỳ xiên bông. Rất là xiên bông. Đặc biệt là thằng lục đại thượng anh chị, cứ ra bông ở dưới đây nó ra mầm là ở trên nó ra bông ha. Em cho anh chị vô sau coi mặt bông. Chào chị Trúc Nguyễn, chị Trúc Nguyễn tầm cát đi chị Trúc Nguyễn ơi. Đổi chị Thu Hiền cây Anna đang cầm hả? Ok chị luôn, đổi cho chị luôn nè. Đẹp, em nói cây nào đẹp. Có số. Đổi lấy cây kia ra. Em lên cây Anna khác cho anh chị nha, một lùm luôn. 200.000 một cây Anna nha, một cây. Rồi em mới đổi cho chị rồi đó chị Hiền. Cái này là về an toàn hết rồi chị, an toàn tuyệt đối hết rồi. Thông thường người ta bán hàng đuổi mèo thôi, còn của em là bán đủ hết rồi. Ở trong này là có 3 cái nụ. Cái này của cái bông khác rớt. Ở đây có 3 cái, 2-3 cái búp gì phía trong này nha, 2 hoặc 3 búp trở lên trong này nha. 200.000 một cây. Anh chị muốn lấy cái bung bông, em lấy cái bung bông luôn nè. Bung búp ra.
cho mình nít đủ to luôn. 200.000 một cây thôi, 200.000 một cây. Cho cây chị Hiền đổi đẹp ghê luôn á, không cho đổi lại đâu nha, đổi rồi không đổi lại cây của chị nè. Đó, ai chốt cây này chốt 200.000. Rất là đẹp. Bởi nhiều khi khách đổi. Chị Trần Mai Mai, em có hai loại, chị lấy cái nào? Giờ trùng một giá 200 chốt cách cách đẹp, 200 thì chốt cây nào? Anna hai lục đại thượng, chị nhắn giùm em nha. Cây ấn có mầm. Cây Anna có mầm, chắc vậy ạ, lấy Anna có mầm. Em lựa cây lùm luôn nè. Lùm luôn. Anh chị ơi, cái này lùm luôn, em lấy cho anh chị Trần, chị anh Phan Trung nha, em lấy cây này cho anh Phan Trung một lùm nha. Thường cây thế này anh chị cho bông mà anh chị tách ra được làm hai nè. Cứ đếm giả hành, nó là ba giả hành để anh chị tách ra. Ha, em lấy cây này cho anh là rất là nhiều mầm về anh tách ra nha. Không có đợi, em chốt rồi, em chốt chờ Trần anh Phan Trung rồi. Em chốt rồi. Anh chốt Phan Trung rồi nha. Cây này cây lục đại thượng nè. Bởi đi nói đổi khách nhiều khi đổi là thấy tiếc đó, thấy chưa? Anh Phan Trung ơi, cho em số điện thoại đi giùm em nha. Mầm non Anna mà có mầm hả? Cái thằng Anna nó khác với thằng lục đại thượng. Lục đại thượng có đặc điểm là nó có bông ở trên này thì ở dưới đây nó cho mầm. Còn Anna là không có nha. Nó không có cái đặc điểm đó. Cho nên là anh đâu có mầm nữa thì em ký không có. Từ từ nó hết bông nó mới ra mầm. Nó hết bông, cái dòng cá Anna là phải hết bông rồi nó cho mầm. Đó anh chị để hết mầm nó cho mầm. 200.000 một cây á Thiên Lam Vườn Lan ơi. 200.000 một cây, em đang bán cát 200.000 một cây. Cát Anna. Đó, cho nên là anh Phan Trung ngắm suy nghĩ kỹ. Có lấy cây đó không? Không lấy thì em đưa cho anh cây kia. Cho anh xem hoa lục đại thượng. Anh vào chờ em xíu nha, anh cho anh vào coi liền. Đó. À, chốt cho cô Trần Mai Mai hả? Không thấy. À, chốt một cây cát Anna luôn. Chốt cho Trần Mai Mai, em chốt cây này cho mình ạ. À. Rồi em cho anh chị coi mặt bông. Chị muốn lựa cái nào chị em lên từng cây, em lên chậm mà. Cho nên là chị muốn cái nào chị chọn, chứ để đổi tới đổi luôn cũng cực tụi em nha. Rồi em cho anh Phạm vào coi mặt bông này. Em lên hai cái dòng cát Đài Loan. Thằng có bông hết. Cái lục đại thường mà nó khó, có đặc điểm khác với thằng cát Anna. Cát Anna thì nó tàn bông, nó mới rã mầm, nó cho bông khác. Nhưng mà thằng lục đại thượng này anh chị có bông mà ở dưới nó có mầm nha. Nhảy mầm là ra bông. Nhảy mầm ra bông. Đây là mặt bông của cát lục đại thượng hoa thơm. Hoa thơm mùi xả chanh. Cái mùi hương mà các khách sạn, nhà hàng hay là mùi nhà anh chị mà hay sử dụng. Tại vì nó có mùi hương rất là dễ chịu, mùi xả chanh nha. 200.000 một cây như thế này, đang có bông. Rồi em lên cái cát Anna cho anh chị coi. Đây là bàn tay của em và nó to hơn bàn tay. Cái size bông này phải từ 20 đến 25cm nha anh chị, rất là to. Bàn tay em chẳng là xi nhê gì hết. Đây là cát Anna. Nếu anh chị đã từng chơi cát thì không thể không, đừng bao giờ bỏ qua cái dòng cát này. Bỏ qua là tiếc lắm á. Bông rất là to nha. Rất rất to, màu hoa rất là đẹp. Anh chị nhìn cái cánh nó là phớt. Đây, cánh trắng, cái tia sẹt tím rất là đẹp nha. Lưỡi họng màu vàng, cái tông này lên là tông ba màu nha. Ba màu, cái màu bông nó có ba màu, ba tông màu. Cây Anna này 200.000, anh chị nào có chốt. Cho nên là anh Trung gì anh hỏi, anh kêu là kiếm cây có mầm thì không có, tại vì Anna là nó bông xong tàn bông nó mới cho cái mầm hoặc cho bông khác. Riêng thằng lục đại thượng thì nó vừa ra mầm ở dưới đây và rồi chừa cho bông đó. Cho nên là hai giống hai loại có đặc điểm khác nhau, nên là nó là đó. Đó anh chị coi, Di đang lo chạy cây đi, đi vô có online đi kìa. Đây cái này 200 một lùm luôn. Lô này rất là đẹp. Nếu anh chị mua trước tầm 2-3 tháng trước cũng cái lô này thì nó sẽ ít hơn hơn. Lô hôm nay rất là đẹp anh chị, nó nở bông em đến đâu em bán tới đó. Anh Chanh kiếm bé Hương kìa. Hương đang ngồi ghi sổ rồi này, lên mấy cô chú ủng hộ ít quá, bé khớp với bé xuống luôn rồi. Để giật lại cho em mấy bữa nữa rồi em lên lại. Đây cây rất là đẹp nha. Anh chị nào chốt cây cát Anna này thì chốt giùm em. 200.000 một cây, em bán đồng giá nhân hai dòng cát hoa thơm của Đài Loan.
em lên cái Brad luôn, có Brad Savola luôn chị, có Brad luôn, em lên Brad luôn, cát Brad, em có nói là đầu like em sẽ ưu tiên hai cái dòng này, cát Brad xong em mới lên đến Enro nha. À, đó, cát Anna, anh chị nào nếu mà đã chơi lan thì phải nên có một cái chậu như thế này, nó có ba bức ở trên này luôn. Dòng cát Anna này 200 ngàn, anh chị chơi một lùm luôn ha. Cảm ơn Phạm Già cho địa chỉ. À, hiện tại cát Brad em lên hai màu. Ê, lấy cát lùm chị, lấy cát lùm á, lùm bụi. Em có hàng bụi lùm, cát một lá bụi lùm sổ màu, rất là nhiều mặt bông. Lấy mặt bông chị Hương cô. À, em lên cái cát đó là cát hàng lá, em bán hàng lá luôn, có cả cát hàng lá. Chị Tư Phục một cây cát lục đại thượng này, em kiếm cây đẹp cho chị luôn à. 6 bức là đạt yêu cầu nhất rồi đó, 6 bông luôn. Chị Tư Phục 6 bông nha chị Tư Phục. 6 bức về ra một chùm cho em xin tấm hình với nha, cho chị nha. Cảm ơn chị. À chú nhận được cây hổ mang rồi, đẹp lắm bé Hương, cảm ơn bé. Ship nhanh. Có bị bay vẽ lá ba không sao, cảm ơn chú Tân Hương Danh nha. Dễ thương. Chào chị Anna, anh Nguyễn một cây lục đại thượng nhiều bông nhé. Em lấy cho chị luôn nè, một chùm bông nè. Lấy cho chị anh Nguyễn, cái này cho chị Thư Phùng. À, coi cây có gì em chụp hình sao coi nha chị. Cái này của chị Thư Phùng, cái này của anh Nguyễn. Okay, chưa. Rồi em lên một cây lục đại thượng khác anh chị. Anh chị nhìn ra rất là khỏe, cây rất là khỏe. Chào chị Diễm Phúc, chào hết mấy chị. 200 ngàn một cây, em bán hồng giá nha, hàng có bông nha. Em có cả hàng lá, cá một lá hàng bụi lùm luôn, một lùm xùm bùm luôn. Anh chị nào có ý định nhen giống mà gì nhân ra thì cứ về cắt ra, em sẽ chỉ chị cách mà trồng cái này. Chờ xíu nha, em lên đó, em đang bán hai dòng cho mặt bông, xong cái em lên cái dòng cách một lá nha chị, một lá đó. Cây này, cây Anna này rất là đẹp, 200 ngàn luôn. Hổ mang hết rồi, hổ mang hết rồi chị ơi. Hôm bữa về có mấy cây à, cát này một lùm luôn, có 200 ngàn ha. Dạ anh Phạm Già nhớ em lấy cái canh là cây Anna đó. 200 ngàn một cây nha anh chị, 200 ngàn một cây, đồng giá 200 ngàn một cây của anh là cát Anna một lá nha. À, em sẽ cho anh chị coi cái cây cát lùm lùm sùm bùm em bán hàng lá. Anh chị lấy một cây là 170, anh để đi một cặp như thế này là 310 ngàn, là tính ra 155 ngàn một cây. Anh chị nhìn đây, cây bên Thái về chị, nó có 3-4 thân, anh chị nhập về 100 mấy ngàn một cây rồi, anh chị 101 ngàn một cây rồi, đó là Thái về. Còn hàng này đã trồng thuần rồi nha anh chị, trồng thuần hết rồi. Đó, là ra một lùm về bán anh chị, tính ra có 155 ngàn một cây, rất là rẻ. Nếu mà cát em chị nhân giống á, anh chị cứ đếm 1, 2, 3 thân, anh chị cắt nó ra 1, 2, 3 thân là mình cắt nó ra như bụi thế này, mình cắt phải 4 chậu nha anh chị, ít nhất là phải 4 chậu, 4 thân tách ra như vậy, phải nhân cao giống như vậy chị. Chứ còn mà mua cây lớn như vậy về mà nhà vườn trồng không thể nổi đâu, chi phí rất là cao. Tách ra như vậy thì nhà vườn có lợi hơn là cái cắt bên nhà vườn tụi em làm. Cứ 3 cây tách ra anh chị cắt xong, cắt là anh chị phải bôi cái keo liền sẹo liền giùm em. Có hũ keo liền sẹo có 50 ngàn á, liền sẹo để nào cũng được. Mình bôi nó, bôi cái đầu nó bịt cái vít cắt nó đi ha. Đó rồi. Mình trồng mình bỏ cột vô cái chậu để cho nó dựng đứng, xong mình bỏ thêm vỏ thông vô. Vậy thôi đơn giản, mình tưới thêm kích rễ giùm em ha, đi combo kích rễ. 105 ngàn ba lọ mình tưới vào. Như cái chậu thế này mình tách ra được 4 chậu nha, nhà vườn tụi em sẽ tách ra 4 chậu. Lô này em tạo nhập về vườn để em tách ra, mà em sẽ chia với anh chị, chia ít thôi, vài chục cây với anh chị, tầm chưa đến 30 cây. Em bán một cây này 170 ngàn, đi một cặp đấy, một cặp như vậy là 310 ngàn nha anh chị, 310 ngàn, đi một cặp thì 310 ngàn một lùm như thế này. Hai cây này là bằng 8 cái chậu, nếu mà nhà vườn thì em tách ra thì sau một năm nữa anh chị thì nó sẽ được là 8 cái chậu. Đó là cách kinh doanh của nhà vườn hiện tại bây giờ. Đó. Em cho anh chị coi mặt bông nó sổ rất là nhiều màu, rất là nhiều màu. Lô này rất là nhiều màu nha anh chị, rất là nhiều màu. Lô cát một lá này là cát một lá dòng bông to. Đặc điểm của cát một lá dòng bông to này đó là bông cánh bông thường đó anh chị, nó là dạng bông to và thông thường nó khoảng từ 1 đến 6 bông thôi chứ không có nhiều. Thân nó khỏe mà chụp cái hình rất là nhiều bông nha.
rất là nhiều màu bông trong lô này. Lô này rất là nhiều màu. Rất là nhiều màu nha anh chị. Đó, cánh một lá nha. Đặc điểm là thân lá, cái lá nó xanh khỏe. Cái thân này chỉ có một thân lên là một lá ha, một thân lên là một lá, cây thanh khỏe. Còn cánh hai lá mình, cái thân này nó có hai cái lá trên. Hai nữa là ra nè, anh chị nhìn cái chậu này có nhảy mầm nè, một mầm đây ha. Ở đây ra mầm, nó ra mầm ở tứ phía luôn nha, chứ không phải dendro mình nó từ phân này nó phân ra kia đâu. Cái này nó ra tứ phía luôn. Một cái thân này anh chị kích đủ nó sẽ ra được hai mắt ngủ nè. Anh chị nhìn cái cây này, hai mắt ngủ nè, hai mắt ngủ nè, hai bên cái thân này. Bởi em nói anh chị tại sao người ta ba thân này người ta cắt ra, anh chị nhìn nha, em chứng minh cho anh chị cái thân này là một thân, cái thân này là một mắt ngủ này, thức một mâm giả hành nữa. Cho nên một năm là cái chậu này sẽ ra là bốn chậu như thế này. Cho nên nhà vườn tụi em làm như vậy, chứ như một mắt ngủ nè, hai bên này là hai mắt ngủ của nó, đánh thức được hai mắt ngủ này sẽ ra được hai mầm cây. Với mầm này là ba cây, với hai cái thân đầu tiên nữa là cái thân phải ra năm thân rồi. Em chốt lẻ lấy lẻ một cây là 170 nha, anh chị lưu ý giùm em. Đi một cặp là 310.000. Anh Ngọc Giàu có đồng ý cây đấy, anh chị lấy một cặp đi có 310.000 thôi, còn nếu lấy một cây là 170.000. Em chưa chốt cho anh Phạm Giàu nha, anh Phạm Giàu coi lại giùm em. Đó, anh chị em giữ cái cây nè cho chị coi nè, thấy không? Một cái thân này đây một mắt ngủ nên nó đang lên nè. Cái gì nó che rồi. Đây, một mắt ngủ nó đang lên bên này. Một giả hành chính là mắt ngủ bên này, mắt ngủ bên này. Hai cái này, dendro mình cũng vậy và cái cá này cũng vậy. Ra lùm như thế này. Cứ ba thân anh chị cắt nó ra rồi bôi keo liền xẹo lên giùm em. Nhìn cái lá nó tưởng tượng nó khác nhau. Như cái màu lá nó khác nhau xíu chứ còn không phân biệt được chính xác ra được màu gì. Nhiều màu một chậu, nhiều màu. Không, một chậu chỉ có một màu nha, không phải mười nhiều màu một chậu. Ví dụ như anh chị kêu em là lựa hai chậu hai màu, em sẽ lựa cho mình hai chậu hai màu. Chứ không có một chậu ra nhiều màu. Như cái cách Anna thì nãy trên một cái một bông một kiểu bông nó có ba màu. Đó. Đi một cặp như vậy anh chị là 310.000. Anh chị là chốt một cặp mà chốt giùm em nha, lấy một cây là 170.000. Tại chi phí đóng thùng rồi các kiểu nữa cho nên là em muốn đi số nhiều cái này, chỉ có tầm khoảng 30 cây thôi anh chị, còn lại là nhà vườn tụi em sẽ tách ra để mà nhân giống ra. Mỗi cây này em tách là 4 cây, 4 chậu. Chắc là anh chị đang săn game ở dưới Tiền Giang rồi. Bắt đầu lượt view thấp xuống là biết rồi đó. Cái này 310.000 một cặp. Anh Phạm Giàu có chốt thì chốt một cây 170 giùm em nha. Nếu mà chốt thì comment chấn lại giùm em. Chốt một lá, cánh một lá là thân rất là to khỏe nha. Cái củ này nó chứa nhiều nước và dinh dưỡng ở trong này anh chị, để cho nó nuôi cái thân và nuôi cái mầm bông của mình nha. Đó, củ ra rất là khỏe. Không có phải là thiếu nước, thiếu dinh dưỡng mà ốm mớp méo đâu, không có. Cái này nó rất là khỏe. Vậy này củ nó xanh mà mọc như thế này nè. Đó. 170.000 anh chị đi một cặp như vậy là 310.000, lấy một cặp như vậy về anh chị sẽ được 8 chậu. Anh chị làm đi như bên em làm ha. Bỏ vỏ thông nhuyễn vô, mình bôi keo liền xẹo xong rồi bỏ vỏ thông nhuyễn vô, mình tưới kích rễ vô thì cây nó phát triển rất là tốt, khỏe. Một cặp như vậy với anh chị giá 310.000, anh chị nào có chốt cặp này 310.000 chốt nha. Em có cả dòng rát nữa. Hồi nãy giờ em bán cái cát lục đại thượng, có cây lục đại thượng này quá trời đẹp luôn nè anh chị, 200.000 một cây. Đây, chùm một chậu, chùm này có 5 bông ở trên này. Cây này 200.000, cát lục đại thượng, hương mùi xả chanh nha, mùi chanh xả. Cây một lùm như thế này 200.000 nha. Em có cát Anna nữa, hai dòng cát hàng bông là giá 200.000, còn hàng lá là 170, đi hai cây là 310.000. Hàng lá rồi bán cho anh chị để mà chia sẻ thôi, chứ cái hàng đó đem về để ra chậu ra 4 cây là sang năm là chị nhân lên đi thì nó được gấp 4 lần, hầu như là 400% là nhận luôn. Cây cát này là 200.000, ai chốt cát Anna 200 này chốt nhiều em nha. Em có dòng rát nữa, em lên cái dòng rát cho chị coi. Một lá trồng hơn 1 năm rồi sao nó không bông mà cứ nảy mầm làm sao? Lục đại thượng chốt như Thế Hùng, cây lục đại thượng nhiều nụ nè. Thế Bùi nha, khách mới cho em số điện thoại địa chỉ lên giùm em.
chị Đỗ, Đỗ Thí Trinh, đợi xíu em trả lời câu hỏi của anh. À, Đỗ Thí Trinh một cây lục đại thượng nữa đây, một cây lục đại thượng. À, kinh đỏ em không có ạ. Đỗ Thí Trinh lấy cây nụ to, em còn cây nụ to. Em có cây nụ to cho chị Đỗ Thí Trinh nè, nụ to nha. Đổi cho mình nè, cây nụ to, búp to nè. Đỗ Thí Trinh ạ. Anh chị khách mới nhớ cho em thông tin số điện thoại địa chỉ nha. Thế Bùi gửi thêm cái địa chỉ với nhắn inbox riêng cũng được nếu mà ngại cho trên đây. Em còn cây này khác nha. Đó, với một chùm bông như thế này, 200 ngàn thôi. Em có cát Anna nè. Anh chị đã chơi cát thì phải nên có một cái chậu như thế này. Còn anh chị nãy anh chị hỏi em là cứ ra mầm thôi không ra bông, là cây anh chị đang thiếu lân, mình đang dư đạm. Dư đạm, à, thiếu lân và thiếu nắng. Anh chị di chuyển cái chỗ nào nó có nắng xíu, thường nắng sáng. Em đang bán cát à, cũ. À, anh thấy Bùi lấy cây cũ. Đợi đợi đợi, anh lấy cây này. Cũ hay là khách cũ? Khách cũ. À, khách cũ, khách cũ. Em đang bán hai dòng cát nha. Anh chị, cái cây anh ra mầm không không ra bông là mình đang thiếu. À, như cái cây này đang ra lùm rất là nhiều, chưa cho bông tại vì nhà vườn là đang đánh ra nhân giống. Cho nên là cho ăn đạm rất là nhiều, cho nhảy rất là nhiều mầm ra. Ok, em hiểu rồi, địa chỉ cũ, khách cũ. Còn cây của mình là cây kia, em giữ cho mình. À, khách cũ, em biết rồi, em hiểu rồi. Em giữ cây đó cho mình rồi. Đang ăn đạm rất là nhiều cho nên nó mập thân, anh chị nhìn thân nó nút nít luôn nè. Thường cây cát anh chị về chăm cứ bỏ nó cái tóp cái thân lại là do nó thiếu dinh dưỡng, còn thân này rất là mập khỏe nha. Đó. Chị Thu Hiền cho hai cây của kỹ coi lại. Anh lấy hai cây cho chị coi lại hai cây của chị. Đó thì cây của anh muốn cho bông. Thứ nhất mình di chuyển cái chỗ mà thay đổi cái chỗ đó đi, là thay chỗ cái chỗ nào có nhiều nắng buổi sáng chút giùm em, có nắng tăng nắng lên. Thứ hai là mình cho 10 55 10 hoặc sử dụng cái combo kích bông của bên em. Nó kích combo kích bông của bên em kết hợp hữu cơ vô cơ luôn. À, là có kích thích bông nữa. Cho nên là cái combo nó 125.000 chị phun một tuần hai lần. Ha. Phun tầm 4 lần. Là anh chị sẽ thấy cây anh chị có ra bông, nó sẽ ra bông. Em cho chị Thu Hiền coi lại hai cây của chị nè. Đây ạ. À. Búp to hết cho chị Thu Hiền, một cây bụi lùm, hai cây lục đại tượng của chị nè. Ở một chùm bông luôn nha, một chùm bông của chị là một chùm ở đây, một chùm bông luôn nè. Đó, hai cây của chị Thu Hiền, hai cây của chị có chụp hình thì chờ lại chụp em nha. Hai cây của chị đây, hai cây của chị, hai cây của chị Thu Hiền. Bông to chuẩn bị nở rồi. Rồi cảm ơn mấy chị. Em lên cây, em ưng hai dòng này lắm, sao em lên trước. Em có cạp rát nữa, hôm nay rát vàng rất là đẹp. Cây đang có bông, có 2-3 vòi bông luôn chị. Ha. Cây lục đại thượng này 200 ngàn, em cho anh chị vô sau coi mặt bông của lục đại thượng với lại cây Anna nữa nha. Giới thiệu qua lần nữa qua đồng qua dòng rát nè. Chào chị Trung Mỹ Vân. Em hôm nay không kinh kinh đỏ chị ơi. Ở dưới Tiền Giang chắc có, Tiền Giang với Sài Gòn hàng khác nhau nha anh chị. Đây, cát này cát lục đại thượng nha. Cát lục đại thượng. Đây là cát Anna. Dòng cát Anna đây là bàn tay của em chụp thực tế đó anh chị. Cánh bông rất là to, size bông này phải từ 22 cho đến 25cm nha anh chị. Cánh bông màu trắng, à, tia tím rất là đẹp. À, hôm nay thì em lên dòng cát rát đầu lai, xong một chút xíu em sẽ lên cái dòng dendro. Hôm ra dendro hôm nay rất là nhiều, anh chị sẽ săn. Em đi combo 5 cây ngũ sắc luôn cho mình luôn nha, 5 cây ngũ sắc luôn, 5 cây 5 màu, tí xíu em lên cho rất là nhiều. À, đó, cây này là cát Anna. Nếu anh chị chơi cát thì bỏ, phải có một cây Anna ở trong nhà, nếu mà không có là bỏ lắm, là tiếc lắm, không có đáng là chơi cát nữa chị. Thật sự là rất là đẹp. À, à, cây này là cây lục đại thượng. Cây lục đại thượng này em bán 200 ngàn. Em đổi cho chị lần cuối cùng nha, không đổi nữa nha. Đó, đổi cho chị cây này nha. Nha, chứ còn to nữa là không có. Em đổi cho chị rồi đó. À, chị Trân Trâm Nguyễn Bảo là chốt cây lục đại thượng hay cây Anna chị?
chị nhắn rõ giúp em bán hai cây hai màu. Cái này ba búp ở trong này, ba búp luôn Anna, ba búp ở trong này. Mèo, cái tai mèo này đã rách ra rồi, nó chuẩn bị nó bung ra này nha chị đó. Nên này là chị thành đậu 100% rồi, không có cái nào thể gọi là không hết nha. Chị Trần Trâm Nguyễn Bảo chốt cây Anna hai cây lục đại thượng, comment lại giúp em với. À, chị lục cây thượng, cảm ơn chị, em lấy cái này cho chị ạ. À, cảm ơn, một chùm bông luôn nha. Người thượng hết rồi hả? Anna em còn hai cây. À, anh chị nào chưa tầm Anna thì tầm giùm em ha, lục đại thượng luôn. Đại thượng một chùm luôn. Lục đại thượng. Yes. Em lên cây lục đại thượng một lùm cho anh chị coi. Chứ bây giờ ly bọng gì nó dẹp hết trơn á. Đây, cây lục đại thượng một lùm luôn 200 ngàn, anh chị nhìn búp nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Ồ, cái cây này được tới 7 búp luôn trời. Cây này 220 nha, 7 búp lận. Thôi lát đổi tới đổi lui em cực lắm. 7 búp, cây này 220 ngàn, cây lục đại thượng này cho em xin 20 ngàn thêm một búp bông. Cây này 220 ngàn, một cây duy nhất, 7 búp. 7 búp nha. Ông Phú hôm nay không có về vậy Như Quỳnh ơi. Khi ông chữa không bán nữa. Chốt em thấy bùi cây này nè. Ồ, 220 đẹp quá. Hết rồi. Em không có đổi được cho chị nha. Có một cây đó à. Nhiều búp quá. Cái nào cũng nhiều búp quá. Cây này 200. Hả? Dạ, chào anh Tâm, chú Tâm Nguyễn. 200 ngàn. Ai chốt hai cây này chốt 200 giùm em. Em có cách Anna nha. Để kia gãy bông chết mấy đứa ơi. Đang lên cát đó anh Tam Nguyễn. Này. Cái này 200 ngàn. Búp to rồi 200. Lục đại thượng 200. À, hai, chị Thu Hiền, cây kia em chốt rồi. Chốt cho anh kia rồi nha. Anh chị, cây kia em chốt rồi. Chốt cho anh Thế Bùi rồi. Có một cây đó là nó nhiều búp nhất. Kiếm có cái lục đại thượng nào nó nhiều búp nữa không? Còn nói chung là nhiều hết, từ 4 5 búp trên chị không à. 4 5 6 búp thôi. 6 búp. Em vẫn bán giá 200 ngàn. Ồ. 220 còn cây 220 nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 luôn. Hai cây này ai lấy em lấy 230 ngàn. 220 thôi lấy chị Thu Mai. Mai đi lỡ nói rồi không nói đi nói lại với Thu Mai. Còn cây nè, còn cây 220 nữa, một chùm búp luôn. Ai chốt cây 220 chốt giùm em, chốt chứ em không có đổi nha anh chị, lưu ý chốt giùm em chứ em không đổi, đổi cực lắm anh chị. Anh Đức à, lính nó về Tiền Giang rồi, chốt giùm em đi đừng có đổi ha. Cây này 220 chốt đừng có đổi anh chị ơi, đổi tù hiệp em quá. 220 đổi. À, chốt anh xanh SH nè, đổi. SH là xanh SH 220 nghe, còn 200, còn 200 hết rồi. Ưng quá trời búp, quá trời búp luôn anh chị, mà cái lô này rất là đẹp luôn, mấy lô chị luôn đó, nhìn một chùm như vậy 200 nè. 200 ai chốt 200 chốt giùm em nha. Cây này búp to rồi. Anna này 200 ngàn. Anna và lục đại thượng đồng giá 200 ngàn nha anh chị. 200 ngàn cái này một chùm bông búp nè. Ha, một chùm bông búp luôn. 5 6 búp kì trong này nè. Ai chốt thì chốt giùm em nha. Anh Võ Minh Đức, anh Đức chốt cây nào anh Đức ơi? Có lục đại thượng với Anna. Em có hai cây lận. Anh Đức chốt cái nào? Anna em còn à, hai búp. Hai búp không à? Không có cái nào một búp hết, hai búp không à? 200 ngàn một cây, một lùm luôn. Một lùm luôn nha. Cây này, cây còn lục đại thượng này, cây lục đại thượng này 5 búp.
5 búp nha, 200.000 đồng giá, ai chốt 200 thì chốt giùm em. À, chị Lê Thi một cây lục đại thượng nè, 5 búp là rất là nhiều á, cát mà anh chị thường là 5 búp là anh thấy là rất là đạt luôn rồi. Em lên cây lục đại thượng khác. À, là Anna, em lấy cho anh Võ Minh Đức cây Anna nha. Cái này là cây Anna. Bên trái cô bên kia đó, người ta nhìn là người ta bên kia đó. Vậy thôi anh Đức coi lại giùm em đi cây này. Cây này là cây lục đại thượng, còn cây này là cây Anna. Anna, anh Đức chốt cây này không? Em cho chị Thu Mai coi mặt bông của lục đại thượng lại nè. À, lục đại thượng đó em. Dạ, em lấy cây này cho anh Đức luôn nè, 5 búp luôn nè. 5 búp luôn, bằng cái số búp kia luôn nha. Một lùm luôn, cây của anh còn lùm hơn nữa đó. Em lốt cây này cho anh Đức mà, cảm ơn anh Đức. Em cho anh chị coi mặt bông của Anna với lục đại thượng. Lô này rất là đẹp. Vừa nói ơi, bán như phụ chị đi, nó nở quá trời luôn rồi. Cây năm trước cũng như năm nay bán bằng một giá, nhưng mà thân ra lùm rất là nhiều. Em cho anh chị coi mặt bông của lục đại thượng. Thơm, dòng cát này rất là thơm, đặc biệt là nói chung hai màu, nó mùi nó khác nhau nha anh chị. Cái mùi của cái thằng lục đại thượng này đó là mùi chanh xả, mùi rất là dễ chịu. Anna thì nồng hơn. Cây chị 8 nụ mà đã được 5 bông. Còn bông nữa chưa nở phải không chị? Trời ơi, đã chưa? Đó, đó cái là cây lục đại thượng nè. Cây nào cũng rất là thơm, đúng rồi, chính xác. Nhưng mà mùi hương nó khác nhau. Của cái thằng lục đại thượng này là nó mùi chanh xả. Anna mùi nồng hơn, mùi hương khác. Em chưa nhận ra nó là mùi gì. Mà dòng này thì mùi chanh xả nha. Đó, hai cái đều rất là thơm. Mùi chanh xả mà anh chị đi du lịch mà vô mấy phòng khách sạn, mà khách sạn 4 năm sao đó, nó thịt cái mùi phòng đó là mùi chanh xả rất là dễ chịu. À, mùi chanh xả, mùi xịt phòng đó, chanh xả rất là dễ chịu. Còn như rụng vàng hả? Ổn ha. Nhớ bổ sung thêm bo giùm em nha anh chị. Cây mình chuẩn bị có bông, mình nên bổ sung bo để cho nó tỷ lệ đậu nó cao hơn, nó đậu đạt nhiều hơn, đạt hơn. Em lên một cây lục đại thượng khác, một chùm luôn. Em nói đô này toàn là bông chùm không à. Nói này 5 búp trong này nè, 200.000, ai chốt 200.000 chốt giùm em, 200.000 cây lục đại thượng, 200.000 nè. Đó, cây năm trước em bán anh chị có 3 thân thôi cũng 200.000, năm nay em bán anh chị 6 thân luôn đó, 5-6 thân lục đại thượng. Anh chị nhìn đi, ở trên đây cho bông, ở dưới đây ra mầm nha. Đó, cái dòng này nó vậy, cứ ra con ở trên mẹ là cho bông ha, cho bông cho con đó. Cái giống này đặc biệt như vậy. Cây này 200.000, ai chốt cây lục đại thượng 200 này chốt giùm em. Anna em còn được cái cây này 3 búp nè, còn được cây 3 búp Anna nè, 200.000 luôn. Còn cái này Anna này 3 búp ở trong này nha anh chị, mèo đã rách ra rồi nè, chuẩn bị bung cái bông ra nha. Cây này 3 búp 200.000 luôn. Anh chị nào chốt trước Anna thì được những cây búp nhiều như thế này. Em lên búp nhiều trước nha, 200.000 đồng giá. Đó, anh chị nhìn rễ nè. Cây này trồng sao chết được, thực sự là rất là khỏe luôn. Đó. Năm trước là bằng một giá có 3 thân thôi, rồi năm nay một lùm luôn. Anh chị nhìn một lùm luôn, cũng giá có 200.000, phải bán bao vườn luôn anh chị. Đó, 200.000 một cây lục đại thượng và cây Anna. 200.000. Có một cây Anna này 250, nó có hai cái thân, nó hai cho bông. Bởi nó em lên hai, em rất là ưng hai dòng này, hầu như là đợt nào bông nào hết cũng về bán, tại vì nó rất là xiên bông mà. Em chứng minh cho anh chị nè. Cây nè. Cái cây này nó có một thân này đang có bông, một chùm bông, anh chị nhìn chưa? Đó. Mèo một chùm ở đây. Ở bên này có hai chùm bông, cây 250. Đó là hai chùm bông, mỗi bông bên này phải 2-3 bông ha. Mỗi chùm bông này 2-3 bông. Đây là mèo đậu rồi nha. Màu đậu 250 chốt chị Lê Thi nè. Có một cây này duy nhất. Nó rất là xiên bông, rất là xiên nha, rất là khỏe. Người ta nói cát có một thân nữa ra bông, không có. Này là một chợt cây rồi, nó hai thân đều cho bông hết nha. Nên là rất là xiên bông. Em chốt chị Lê Thi có được cây đó. Nó xiên bông. Còn lục đại thượng các chị Trình đi. Có bông ở trên này, cây này 200 nè. Ở dưới đây là cho cơ mầm. Em chốt chị Trinh Đặng một cây lục đại thượng nè. Cứ ra mầm là ở trên có bông, để ý đi anh chị về chăm. Em hỏi đặc điểm nhà vườn của người Đài Loan thì họ trả lời em như vậy. Mà em quan sát hầu như là cái lô này đều như vậy hết. Cũng hơi năm ngoái tới 250. Đúng rồi ạ. Năm nay có 200 là rẻ luôn rồi. À, chị Thu Hiền ơi, cây kia em chốt chị Trinh Đặng rồi. Còn cây nào giống vậy không vậy?
Có 1 cây một mà chị ơi, em cũng muốn có nhiều cây vậy để bán nhích lên xíu, nhưng mà có 1 cây à. Cái này 3 búp, cái là na này 3 búp 2,5. Chị Trinh Đặng là 2,5, cái kia 200. Em lên cái lục đại thượng khác nha. Trời ơi nó đẹp gì đâu luôn á, trên đỉnh nãy giờ nấn ná nãy giờ đó. Một chùm nè anh chị. Đó, một chùm luôn. Cái này 250, 200 ngàn, nói lộn, 200 ngàn một cây. Một chùm bông nha. Cái này là 5 búp, trên cái cây này 5 búp. Cây rất là khỏe. Năm trước là bán 250, đúng rồi đó, em nói 220. Sao xe cũng 250, 220, hai mức giá. Bây giờ có 200 ngàn à. Nó đang rộ quá chừng nên là được. Hôm nay lô hôm nay được giá ưu đãi. Còn mới tháng trước thôi, lô trước đã thôi là 220 đó anh chị. Lô này em bán 200 ngàn. Tại vì vườn nói ơi tiếp cho chị đi quá trời luôn. Nó ra bông quá trời luôn. Chị Lê Thi của cây Anna của chị là 250 đúng không? Chị Lê Thi. Dạ đúng rồi. Không. Cây lục đại thượng 200, cây Anna 250. Của chị Lê Thi một cây lục đại thượng 200 và một cây Anna 250. Cây Anna đó hai vòi bông. Dạ, chị Trinh Đặng, chị Trinh Đặng là cây gì? Chị Trinh Đặng là lục đại thượng 200. À đúng rồi, chị Trinh Đặng một cây lục đại thượng 200. Đúng rồi, đúng rồi. Em nói lộn tên á. Chị Lê Thi thì hai cây. Cây to hai vòi bông. Có bo không em? Có, em có viên bo anh. Cây mà chuẩn bị làm bông, anh chị nên phun qua một lần bo ha, để cho nó không có rụng. Dạ tại em nói lộn tên. Mà nói lộn tên như cây thì đúng, tại em nói lộn. À, cái này 200. Nói nhiều quá, nói liệu quá anh chị. Cái này 3 búp luôn. Ai chốt cây búp Anna này búp mẹ. Quá trời đẹp. Ưng quá cho nên là lên bán nó thật sự là rất là ưng nó lắm luôn. Một lùm nè. Năm trước anh chị mua 250, năm nay mua có 200 ngàn. Thân con thì nó một lùm luôn. Nếu mà anh chị chơi chưa có cá thì nên có dòng này. Tại dòng này là hàng Đài Loan nghe. Minh Dung M là gì? Chị Dung Nguyễn nhắn comment M là gì? Em có chốt gì không? Cái này 200. Anna có búp to luôn cũng 200. À, anh chị muốn lấy búp to em có búp to luôn 200 ngàn một cây một lùm luôn. Ha. À. Hai cây hai màu của chị Lê Thi là hai cây hai màu. Đúng rồi. Của chị hai cây hai màu đó. Lên hàng khác cho chị Phương Hồng. Ok chị, em lên rát luôn. Em lên dành cát rát trước chứ đừng khỏi đụng hàng với Tiền Giang. Yến nguy hiểm nó lên đụng hàng Yến là chọi không lại. Mình biết thân biết phận mình đi hàng khác. Lên rát giùm chị. Rát vàng, hoa thơm. Có một cây rồng đỏ đen rô từ từ mình nôn quá. À. Có cây rồng đỏ 250 anh chị. Ai mới hỏi em rồng đỏ 250 nè. Sao mà gãi hết giờ người ta rồi mà. Mông nè, rồng đỏ lấy giống nha anh chị, mặt bông của rồng đỏ luôn. Trời em xíu. Rồng đỏ. Có cây sen sen vô, cái em lên cái brat. Brat lùm xùm bùm luôn mà rất là rẻ, có 155.000 cây. Mặt bông của rồng đỏ nha. Dendro vua mèo phải đợi cả mồng năm nữa em mới bán hàng bông chị, em mới bán hàng giống hôm bữa. Rồng đỏ Trần Trâm Nguyễn Bảo 250 nè. Đó, mặt bông của rồng đỏ là chị Trần Trâm, em chốt cho chị nha. Yến bữa nay bán ế rồi chơi rồi. Không phải, nó về Tiền Giang rồi chị. Lát nó lên là em không còn view, nó thách tuột luôn á. Chị thấy ông nãy lên được cả trăm, bây giờ nó mất tiêu, nó tụt xuống có 30-40 đó. Cây đồng đỏ. Chốt cho chị Trần Trâm Nguyễn Bảo nè, cây đồng đỏ lấy giống đi, tại vì cái này là cái không chưa có ra, hầu như có trước giờ em bán 3 năm nay là có một cái lô đó khoảng chừng 100-200 cây thôi và người ta bán sạch bóng rồi. Không cấy ra được nha anh chị, rồng đỏ không cấy thành công, cấy rớt không cấy ra được, chỉ có một cái lô đó là cấy đậu thôi. Và đến thời nay nó là dạng hàng tách tay, hàng tách ki. Không cấy ra được. 250. Rồi em lên rát. Yến có bán có 15. Vậy hả? Này Yến rớt view dữ ta. Em mệt đó chị, hôm qua tội nghiệp chạy về Tiền Giang còn phải đi lấy hàng giùm nữa. Kêu nghỉ đi không, phải chạy đi lấy đi, tối về có hàng bán. Tội nghiệp em.
Đây, em lên combo nha. Trời ơi, nó bao nhiêu là bông ở trong này luôn nè. Rát vàng, em cho coi mặt bông, rát vàng. À, em chốt trần trăm Nguyễn Bảo rồi chị Ngô ơi, hết rồng đỏ rồi. Có còn sót cái rồng đỏ nào không? Hôm bữa có 2 cây á. Chị Yến Ngô ghi chú là chị coi có chị kia có xả không nha, ghi chị Yến Ngô. Không có xả đâu hả? Chắc không có xả đâu chị ơi, tại có con cây là nó không có xả đâu. Rồi. Rát vàng, em cho coi mặt bông. Hoa thơm. Rát thường kiếm màu vàng rất là khó nha. Rát rồi. Đây, rát vàng nha. Cái tên đúng của nó em không biết theo cái tên gì, em gọi nó theo cái màu nữa. Thật sự là trong rát nó mênh mông tên lắm luôn. Nói anh chị cười chứ thật sự là không. Chị ơi, hỏi giùm em đơn hàng của Yến Lai buổi tối nay chưa nhận tin nhắn gửi hàng. Lê Ngọc Hiền nhắn cho hỏi chị Vi check cái đơn của chị Liên Ngọc Hiền. Dạ, để em chuyển thông tin cho bộ phận xử lý nha, bé Vi xử lý. À, vô, cảm ơn đội ơn anh Minh Quang lắm luôn. Yellow Bird, ok. Dễ hả? Đó là cô Trúc Nguyễn đó. Ồ, vậy hả? Ờ. Ôi trời, vậy là nãy trúng quà đó hả? Ờ, Trúc Nguyễn đó, mai bà ra lấy đó. À, trời ơi. Cảm ơn chị Trúc Nguyễn nha. Trời ơi, thật sự là trong cái brat là em mù luôn á. Cảm ơn chị rất nhiều. Em đang bán 170.000 một cây Yellow Bird. Còn nó cách dịch ra là cái chim vàng hả? Đây, một cây 170 nha chị. Một cây 170 nụ rất là nhiều luôn. Một sùm nụ luôn ha. Bắt đầu em chốt đơn nha. 170.000 một cây, anh chị đi một cặp như vậy. Nếu một cặp thì nó giảm được một xíu tiền. Một cặp vậy là 310.000 ha, 310.000. Gãy một bông, chụp hình gửi bên em đều có hỗ trợ trừ bớt xíu tiền cho anh chị. Cảm ơn chị Trúc Nguyễn nè, cho em cái tên. Rồi em chốt cây đầu tiên cho chị Trương Ngọc Liên. Một cái đơn bông nọc một nè, lùm bông nè. Đó, bông quá trời luôn. Cái này phải... Trời ơi, cô Liên ơi đẹp quá. Em lên cái chậu này đẹp cho cô luôn nè. Rất đẹp nha, em lên cây khác. Bông không luôn à, chị coi bông nè. Này bông nở bông nụ luôn nè, bông nè. Ở đây là ba bông trên này luôn. Cái bông này đang nở nè. 170 chốt xanh SH nè, 170 lấy lẻ cây 170 nha. 170.000, cảm ơn anh chị. Đây, mà bông không mà lùm nữa anh chị. Cái này người ta có tí xíu vậy người ta ra một chậu rồi. Còn bên em là biết bao nhiêu vậy mà cũng tính có một chậu bán có 170 à. Người ta có tí xíu vậy người ta ra chậu ta bán 170 rồi anh chị, 150-170 rồi. Mà em một lùm vậy em cũng bán giá có 170. Anh chị thấy rẻ chưa? Rất là đẹp, nó minh rất là đẹp. Nè, bông là một nè, 2-3 rách vàng nha. Yellow Bird nha. Cảm ơn chị rất là nhiều, nhớ luôn là cái tên. Nhớ. Chị Dương Ngọc Liên lấy cho chị một cây nhiều nụ nè. Cây này một nụ luôn là 3 chùm bông. Cảm ơn chị Dương Ngọc Liên. Ghi số lên nha. Lấy cái rát giùm chị. Dương Thị Liên. Chị Uyên Trần một cây nè. Bông 1, bông 2, bông. Bông này thì nó bị gãy rồi, vận chuyển bị gãy. Em lên cây cho chị nhiều bông luôn nè. Chị Dương Ngọc Liên nè. Chị Uyên Trần Thảo một cây nè, 170.000 nha. 3 chùm bông luôn, 3-4 chùm ở trong này luôn nè. À, của mình đều đủ hết á. À, cò cây đẹp Liên không? Như đẹp như chị Liên hả? Rồi em lấy đẹp như chị Liên luôn nè. Đây, đẹp như chị Liên luôn. Một lùm bông luôn. 1, 2, 3, 4 luôn. Em lấy cho chị Phương Hồng nè, 170 nha, 170.000. Trời ơi. Ai vậy? Cô Cam Nguyễn á. Hoa liên tục luôn, đúng rồi, hết bông là ra bông khác nha. Chưa Thu Huyền một cây nè. Chị Huyền Hân Nguyễn cũng kiểm tra đơn hàng cho chị, comment chuyển thông tin cho bé Vi giùm chị. Chị Thu Huyền, cây trên là chị chốt cho chị Phương Hồng. Dạ, chị cảm ơn chị, đợi xíu em gửi cái đó vào group livestream đi chị cho mặt bông. Chị Thu Huyền, em chốt cây này cho chị Thu Huyền nè, một lùm bông là một là hai nè. 3 bông nè anh chị, nói chung là
cây bán có chút xíu vậy nè, anh chị đi mua đi, thấy nó leo ngoan, nó vài thân thôi, cũng 100 mấy rồi, 150, 170, 180 gì rồi mà em bán một lùm như vậy có 170 ngàn. Cô An hãy thích hai cây, con lấy hai cây đẹp cho cô luôn nè. Một cây nè, ba vòi bông luôn nha, một cây. Lô này rất là ưng, có nở có nụ cho cô, bông cũng lên lên nè. Đó, vẫn có nở có nụ cho mình, một cặp cho cô An hãy thích luôn nè. Hoa thơm nha chị, rất là thơm nha. Sót đơn hả? Lấy một cặp là 310 ngàn thôi nha anh chị. Cây lùm không à chị, cây nào cũng lùm hết. Lựa đẹp nhiều nụ, đây. Lùm nè. Đây, rớt cái chậu ra rồi. 170 ngàn một cây nha. Đó anh chị nhìn nè, bông nè. Cây này 170, anh chị cứ coi cây. Đó, rất là đẹp nha, một lùm mà anh chị thấy thường nó có ba thân, anh chị cứ len que có ba thân, anh chị cứ lướt trên cái nhiều trang bán lan, anh chị có vài thân như vậy người ta bán đã 100 mấy một cây rồi, em bán như này bằng 4-5 chậu gộp lại như vậy cũng giá có 170 ngàn thôi, 170 ngàn nha. Hết bông này nó ra bông khác. À, có ben soda nữa, à, xanh SH, đổi cây này lấy cây nụ nè, có nụ có nở cho mình nha, cây hồi nãy của mình là nụ không hết chứ, em thấy cây nào cũng nụ á, đổi là uổng lắm á. Cây hồi nãy xấu rồi, bây giờ chị coi từng cây, chị lấy cây nụ em lấy cho chị từng cây đi, rồi chị muốn đổi nào đổi, em đổi cho xanh SH một cây nè. Ồ, chắc anh chị chưa nhìn rõ, thật sự là cây nó rất là nhiều nụ nha. Chị vỏ hồng tuyết một cây nhiều nụ nè. Em chốt cho vỏ hồng tuyết cây này có lá xanh SH đổi á. Đó. Đó. Ba vòi bông nha. Để em đổi em chốt cho vỏ hồng tuyết nha. Còn anh chị nào muốn đổi thì cứ coi cây rồi comment em đổi cho. Chứ thực ra cây này em thấy cũng nhiều nụ hết trơn á, lô này đẹp. Em đi lựa từng cây mà anh chị có khoảng tầm 30 cây thôi, không có nhiều. Em sẽ lên những cây nụ nhiều trước cho anh chị nha. 170.000 một cây nha, đi một cặp là 310. Đó, bông quá trời bông luôn nè. Đó, một lùm luôn. 170.000 ai chốt này chốt 170 giùm em. Chào chị Bích Thủy. Chị Phương Hồng đổi cho chị nè. À, đổi chị Phương Hồng cây này. Đổi cho chị. Rát vàng lấy cây lùm nhiều nụ chị ơi, chị Trinh Đặng có chưa bé? Chị Trinh Đặng nè, lấy cho chị cây Trinh Đặng đẹp nè, không đẹp em lấy tiền luôn nè. 1 2 3 bông nè. Chùm bông còn đang lên nữa, một lùm luôn nha. Em lấy cho chị Trinh Đặng. Cây này nha, chị Trinh Đặng. À, hồ điệp có luôn chị Ngọc ơi. Có. À, có vàng, có mãn thiên hồng. Có hồ điệp chớp. Em lên cây khác một lùm luôn, 170. Ai chốt cây này 170 chốt giùm em nha, 170.000. Cây này thì hai chùm bông mà trên bông này nó ra nhiều nhiều bông hơn, lùm hơn ha. Cây này thì ít bông vòi hơn, nó hai vòi là ít á, em gọi là ít á, thường thường mấy cây nãy toàn là thấy ba vòi không. Cái này là 170, ai chốt đi 170 chốt giùm em. Nếu anh chị mua một cặp đó, một cặp hai cây vậy. Một cặp hai cây là 310, 310.000 đi một cặp thì 310.000 nha. Cặp này 310.000. Đổi cây bãi bày bài cho chị là sao? Em chị lấy cây nụ. Cây nào cũng nụ hết mà. Em nói anh chị nha. Đổi là không có đổi lại vậy kia bởi vì một lần nữa. Cây này ai đổi ra nè. 1, 2, 3, 4, 5 vòi luôn. Mà đổi nè nha. Đó. Thích đổi thì em chiều như bà như vậy nè. Em nói lên mấy cây đầu rồi rất là nhiều bông. Bà đổi là ráng chịu nha. Còn cây nào cũng có nụ hết. Còn chị Chanh SH nhắn gì em không hiểu, nó phải nó nụ như vậy. Như vậy là an toàn rồi. Cây chị đang cầm đó, em cầm nó tới 3 cây. Rồi đổi cho chị. Vỏ hồng tuyết có đổi không? Đổi cho chị cây vỏ hồng tuyết nè. Đổi cho chị nè. 54 luôn. Đổi nè. Cây của chị mới đổi ra đó chị Trinh Đặng. Cây này nãy cây của SH hay là Trinh Đặng? Chính. Cố gắng đừng có đổi giùm em nha. Của Phương Hồng á. Phương Hồng đổi ra đó, cây nãy cây Phương Hồng. À, dạ.
hai cây vô một chậu được, càng tốt. Mình về ghép cái này dùng để trồng chậu hoặc ghép bản đều được hết nha anh chị. Rút ra ghép bản, ghép bản được hết nha. Nó lộn xộn, cây nào em cũng cầm hết á, cho nên bây giờ em lên từng cây. Anh chị nào có chốt thì chốt em nha. Lên từng cây. Đó, em lên cây này. Một lùm xùm bùm. Đúng rồi, không cần phân thuốc gì nhiều, không đi phân thuốc nhiều luôn. Cảm ơn chị Dương rất là nhiều. Vỏ hồng tiết. Chốt cho vỏ hồng tiết nè. Có một cây rồi đó. Có một cây rồi. Lấy một cây nữa là hai cây nha. Ai đổi tính tiền thêm, đúng rồi đó. Giờ ai đổi tính thêm chứ rồi đổi đổi cực quá. Em bán đồng giá mà, nếu không em nhích lên á. Mới đổi lần nữa, em không đổi nữa. Cây này em sẽ nhích lên á. Cây này là cây là của anh chị nè. 54 đổi ra nè, đó. Vỏ hồng tiết đổi xả ra đó. Bây giờ không đổi nữa cho đổi. Đổi đổi mệt quá. Cây năm vòi em sẽ bán lên 190, ai mua 190 em chốt 190 nha. Cây kia 170 cho nó dễ. Dạ, đổi là cuối cùng là đó, cây hồi nãy của ai năm vòi nè, đổi đổi nè. Cuối cùng là đổi cây như ba vòi hay chị ba vòi bốn vòi gì đó. Đó, cho nên cây này 190 ai ưng em sẽ bắt đầu chốt lại cây này 190. Dạ, sao để thắt là nụ không á chị? Coi kỹ cái sao để thắt có nở không? Hay lấy cây nụ không? À, cây này 190, cây này 170 ai chốt giùm em chốt nha. Cây này 190 bán về đi cho nó dễ. Em muốn bán đồng giá cho anh chị nhưng mà đổi tới đổi lui. Sao? 170.000 anh chị lấy một cặp là giá 100, một cặp là 310, giá cây lẻ là 170. Chị lấy cây nụ, cây nào cũng có nụ, mốt có hai cái bông nở và ba cái chùm nụ nè. Cho chị xanh để thắt cây của chị nè, lấy cái chậu. Đại sĩ em đưa cho chị xanh để thắt coi, nó có hai cái bông nở và ba chùm bông nụ nha. Đây cây của chị xanh đã thắt nè, ba chùm bông nụ nha, nụ mới một cái bông nở thôi đó, mọc được ba cái nụ lại nữa nha. Đó, mấy bạn khi đổi các bạn đều ghi số của khách hàng và ghi chữ đổi vô đây, tức là cái cây này sẽ lấy đó, cây của chị nha, búp to và có nở có nụ luôn. Còn nếu mà không ân nữa thì cái này cũng ba bông. Dạ, ok chị, cây đó 190. Chốt cây 190 đâu rồi? Trên tay mọi người. À. Cây 190 chốt cho chị bỏ hồng tiết. Cảm ơn ạ. Bán kiểu gì là sao chị? Cố gắng đừng có đổi, anh chị lên anh chị đổi rất là cực cho bên em. Cây này 170, ai đi một cặp là 310.000 nha. 310.000 nha anh chị. 310.000. Chị Thu Huyền nói sao em chưa hiểu. Một cặp này 310.000 anh chị nhìn nè. Cái này 3 chùm bông luôn. Cái này cũng 3 vòi bông, 4 vòi luôn. Một cặp chị 310.000. Đó, lên từng cây cho anh chị. Cô vỏ hồng tiết là có 1 cây 170, 190. Đúng rồi, 2 cây. Sẽ là sẽ nhích lên 20.000 đó, 330. Em đang bán một cặp 310. Dạ đúng rồi. Mà anh chị lấy cái cây kia hồi nãy có cây 20.000 nữa. Sẽ là một cặp của mình là 330.000. Một cây cặp đó, cô hồi nãy lấy chị Hồng Tiết hồi nãy có một cây là có 190, cây 5 vừa bông nha. Đây này là 170.000, ai chốt 170 chốt, anh cho em chị coi mặt bông của nó nè. Em là bán dễ với Yến bán khó hơn, bán hàng em rất là nhiều. Không có cho đổi đâu. Em còn đổi tới đổi lui chứ đổi tới rất bực hết á, thật sự là rất là bực luôn á. Đây, đây màu vàng nha, mặt bông của nó hoa thơm. Anh chị cứ lướt lên mạng coi người ta bán một cái chậu nó có từng lèo tèo có 4 năm thân thôi, 4 năm giả hành thôi mà đã bán 150.000 rồi, 150, 170. Chị hủy thì em hủy đơn chị. Đổi từ lúc đầu rồi mà tự nhiên lúc sau nhích lên. Tại vì tất cả anh chị cứ đổi không, em không có thể nào em chịu được. Nên thông cảm, nếu anh chị đứng ở góc độ em bán hàng thì anh chị sẽ hiểu. Cây này cây Brad Yellow Bird nha. Cây Brad Yellow Bird, cảm ơn chị Lan Dương. À chị xả đơn, em xả đơn lấy cây chị Trinh Đặng ra để bán hàng luôn chị. 170.000 anh chị, một cặp 310.000. Cái cây đó nhiều vòi lắm. Cây lớp đầu tiên lên chị, rất là nhiều vòi. Cây này 170.000 đi một cặp 310, ai chốt chốt em nha, một cặp 310.000, 170.000 một cây.
Đó, chị cho một lần đi một cặp thì 310 ngàn nha. Một cặp 310 ngàn. Cặp 310 ngàn, 330 ngàn nha. Đẹp ghê luôn. Để đi lát chị bác. Chào chị Thí Võ, chào hết mấy chị em đang bán yellow bird nha. Red yellow bird 170 ngàn một cây, đi một cặp chị 110 ngàn. 310 ngàn, đây là một vòi bông anh chị nhìn nè. Một vòi nè, hai vòi, ba vòi nha. Ba vòi bông nha, một chùm luôn. Thân rất là nhiều, thân rất là nhiều nha, một chùm luôn. Đó, chị nhìn nó bít cái chậu luôn. Mình về, một là mình ghép gỗ. Ghép gỗ, một bữa còn cái bảng nào ghép không ta? À, đưa cái bảng đó chị. Hoặc mình trồng chậu, hoặc mình ghép gỗ nha anh chị. Đó, anh chị nhìn ghép như vậy nè. Đó, ghép như vậy nè. Ghép như vậy treo lên nha. Một chùm nè, ghép như vậy. Ghép như vậy, hoặc trồng chậu vậy đều được hết nha anh chị. Dòng này rất là xiên bông. Hết đó, hết bông này ra bông khác. Lúc nào anh chị nhìn trong cái chậu này cũng có bông hết nha. Cây này 170, một cặp là 310 ngàn. Anh chị nào có chốt giùm em một chốt nha. Một cặp là 310 ngàn. Xong lên dòng khác. Đổi đi rồi không muốn bán luôn thật sự. Bực không muốn bán luôn. Đây mặt bông nha. Yellow bird nha, dòng red yellow bird vàng á. Red vàng yellow bird có tên của nó nha anh chị. Red vàng yellow bird 170 ngàn, một cặp là 310 ngàn. Lấy cái điện thoại ra. Rồi, em lên cái dòng khác, Dendro, chuyển Dendro. Qua Dendro. Lên cái pin 114 anh chị. Cái cặp pin 114 đó nha. Anh chị lướt ở trên face của nhiều chỗ bán đi. Pin 114 người ta bán giá như thế nào? À, bán hàng lá thôi. 85 ngàn một cây. Hàng lá. Em bán hàng bông. Đúng rồi anh, đổ rất cũng quẩn não luôn. Dạ, trắng vàng trắng cánh tròn hả? Để em đi tầm. Em lên pin 114 em cho anh chị coi mặt bông. Cho anh chị thông cảm giùm em. Thật sự là đổi rất là cực. Những cây đầu lai thường em chọn nhiều vòi cho anh chị rồi. Giá em bán đồng giá. À, em cho anh chị coi cây này. Bán người ta nói là bán để là sổ chớp, tại nó rất là dễ sổ chớp, dễ rất dễ ra màu bông chớp nha. Pin 114 mặt bông. Chờ anh xíu. Người ta bán 80-85 ngàn một cây. Có thể bao ship gì đó thì trừ lại trong khoảng 10 ngàn, từ khoảng 75 ngàn, 70-75 ngàn. Em bán anh chị giá rất rẻ luôn. Đợi xíu coi cái giá. Bốn cây ha, để coi ba cây. 160 ngàn một cây. Anh chị lấy bốn cây 220 ngàn. Rẻ bất ngờ luôn ha. Cái này đang cho bông cho nên là nó ít thân. Đây là mặt bông của pin 114 nha. Còn đây là bông sổ chớp của cái pin 114. Có ít thôi, anh chị tranh thủ comment chốt trước khi chốt nha. Em có ít thôi, tầm khoảng chừng chưa được 10 combo nữa anh chị ha. Không tới đâu, khoảng 5-6 combo thôi. Em lên bông. Đây. Anh đi, anh chị đi lẻ là 60 ngàn một cây. Lấy 4 cây là giá là 220 ngàn một cây. Đợi xíu. Hai cây, ba cây bán tính như giá hàng lá rồi chị đó, thua lá hàng lá người ta bán nữa. Em ngồi xa ra cho anh chị coi hết cả bông nhà pin 114. Bốn cây này 220 ngàn. Anh chị nào chốt cho anh Blood Nguyễn là mặt bông pin 114 nha, rất là nhiều vòi. Cây này là cây tơ hết nha anh chị. Dòng này thì nó ít thân, không được nhiều thân nha. Ít thân. Bốn cây nữa, cây này hơi kinh kia xíu. Bốn cây này 220 ngàn. Anh chị nào có chốt bốn cây này 220 chốt giùm em nha. Bốn cây. Em lên bốn cây có nở có nụ cho mình hết. Bốn cây này 1, 2, 3, 4, 5, 6 vòi bông.
4 cây này 220 ngàn nha, lấy lẻ 1 cây 60 ngàn, pin 114 nha. 4 cây này 220, lấy lẻ 1 cây là 60 ngàn, pin sổ chết nha. 4 cây này 220 ngàn, ai chốt chốt em. 4 cây này 220 ngàn ạ. Chào chị Huệ, vô trễ chị Huệ. Đây ạ, 4 cây này pin 114 anh chị vừa mua ghép chậu anh chị, rất là đẹp nha. Em có cái chậu ghép, ghép xong chưa Giang? Được chỗ nào chưa? À, Kiên Giang thợ lai, có thợ lai, có thợ đỡ lai như hết luôn, hay còn ta? Thợ đỡ lai còn. Có thợ đỡ lai sao anh? Em đang bán 50 ngàn một cây, anh bán hàng lá 50 ngàn một cây. Anh chị có chốt pin 114 chốt giùm em nha, pin 114. Hả? À, 4 cây 220. Chị thấy chốt đơn có 50 ngàn. Pin 114 nha anh chị. Hồng nha, xe xin hồng binh nha, xe dòng đen rô nắng, xe xa hồng binh nha anh chị. Giá là 60 ngàn một cây, 60 ngàn một cây nha, 4 cây là 220 ngàn. Có ít combo thôi, anh chị nào chốt được thì chốt nè, em lên một con nè. Cây này có thân, có mầm nè anh chị. Giá đang có bông nè, một cây nè. Lên từng cây cho anh chị coi nè, hai cây. Có mầm gốc nha, đang có vòi bông, được hai vòi, hai cây. Đây ạ. À, 3 cây nha, cái nào có mầm gốc em với gốc hết. Cái này 4 cây, đây bông rất là đều, này ít thân hơn. 4 cây, 4 cây này là 220 ngàn, anh chị nào chốt combo 4 cây 220 ngàn nha, rất là đẹp. Hôm nay về Dendro rất là nhiều màu, anh chị em lên từng màu đi. Trước hết là bán từng màu, xong sau đó là nếu anh chị muốn đi nhiều màu cũng có hết luôn nha. 4 cây này 220, chào cô An Hải Thích. Nãy giờ mấy cô chị chắc lướt lướt qua, xương xương cho lên chậu ấy. Lâu quá. Không khác, màu khác. Cây này 4 cây 220, ai chốt chốt em nha. 60 ngàn một cây nên chị lấy lẻ 60 ngàn một cây, pin 114. Dòng xe xa pin nha. Rồi em lên cái màu này cho nó ghép chậu sẵn rồi cho anh chị nè. Hả? Qua khác luôn nè. Chào chị Thư Phùng. Cái đổi cái bực quá rồi. Không muốn bán luôn. Rồi em lên cái màu khác ghép sẵn nè. Đây, vô đây nó 5 cây hả? Trời ơi, 6 cây chậu này. Đẹp chưa anh chị? Bông như vậy nha, bông rất là dài. Mỗi cành bông nè, em đang bán cái này có 50 ngàn một cây, 5 cây 250 nha anh chị. 5 cây 250 nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Một cái cành bông này mười mấy bông nha. Một cành bông mà mười mấy bông, đang bông như này rất là đẹp. Em đi combo, à, giá như vậy là 1, 2, 3, 6, 6 chậu, ghép chậu này rất là đẹp. 50 ngàn một cây nha anh chị, có 50 ngàn một cây thôi. 5 cây 250, 5 cây 250. Đây 5 cây 250 nha anh chị, có chốt chốt em nha, 5 cây 250. Đây ạ, à, rất là đẹp nha, vô chậu như vậy. Anh chị về vô chậu cái cây này chị nè. Tính ra 5 6 cây là 300 ngàn anh chị, vô cái chậu nữa. Ba mấy ngàn chưa tới 350 mà được cái cây chậu này rất là đẹp nè. Lấy cái sọt đó qua giùm chị. Chào chị Lài, em đang bán cái màu hồng này, Dendro này, hồng sọc. Em gửi đây chị ngoại, ngọt ngào quá. Tại chị chưa có khùng khùng lên đó chị. Chị Thúy Võ ơi, đơn nào nếu mà đủ đơn là em đã đi rồi nên không có gặp đơn được. Hả? Thúy Võ chưa đủ hả? Ok chị gặp cho chị cây nè. Nó có cành trên cành bông nó phân nhánh nha. Lấy cái gì vậy Phước? Khuyến mãi thêm cộng cái cây dây leo này nó đu đây. Lấy cây khác hết đu dây leo. Em lúc chốt chị Thúy Võ một cây 50 ngàn là một chuỗi bông rất là dài nha. Nè có 50 ngàn anh chị, 50 ngàn một cây. Chốt cho chị. Dài ghép hai chậu vậy nữa kìa. Cô đặt hàng nữa. Ghép hai chậu vậy nữa. Trời ơi, 50 ngàn em chốt cho chị Thúy Nguyễn nha. Chậu rất đẹp nha, em để phía sau. Đẹp nha.
Đẹp mới lấy đó. Một chậu là 6 cây á cô. Về ghép lại cô chứ sao cô vận chuyển được. Chậu này rất là đẹp nha. Lấy cái ghế để phía sau chị ba. Dạ, tại bởi nó vàng vàng già vàng khó tính mà. Đó, chị nhìn đi, cái chậu em để phía sau đó. Cái đó gọi là tím sọc. Hồng sọc. Em lên combo 5 cây cho anh chị nha, 5 cây 250, 5 cây 250 thôi. 5 cây 250 nha. 5 cây 250. Dạ. À, cô lấy hai chậu ghép cho cổ nha vàng ơi. Em lên 5 cây cho anh chị nha. 1 cây nè. Trên cái cành bông anh chị nhìn nó phân nhánh nữa nha. Đó, 1 cây nè, một lùm luôn nè. Đó. Một cây, nếu mà một bồi thì nó sẽ dài bông hơn. Còn này nó có phân nhánh thì số bông nó cũng vẫn nhiều tương đối như vậy luôn nha ha. Một cây, em lên 5 cây 250 nha, hai cây hồng sọc. Hồng sọc, cây có thân con nha. Hàng rất là khỏe, cây khỏe đẹp, bông rất là đẹp nha. 3 cây, 5 cây 250 nha, đều có mầm con hết nha anh chị. 5 cây 250. Quá trời bông luôn. 5 cây 250 nha anh chị, có 50 ngàn một cây thôi. 3 cây à. 4 cây, 4 cây. năm cây đây anh chị nhìn cho đó ha. 5 cây 250, ai chốt 5 cây này 250 chốt giùm em một lùm này 250 ngàn. Cây nào hầu như là trong mấy cây này phải 4 cây 5 cây là có mầm thân mầm ha, rất là đẹp. 250 ngàn một combo 5 cây đi, combo 5 cây giùm em 250 nha. Da chớp không có, em có da hồng thôi, hôm nay không có da chớp. Chờ hết mấy anh chị nha. Cây này 5 cây này 250, ai chốt 250 chốt giùm em nha. 250 ngàn. Một lùm bông như vậy 250 ngàn. Em nay em rất là nhiều màu, tới mười mấy màu đó. Anh chị muốn chốt 5 cây 5 màu cũng có luôn, đầy đủ hết. Lấy thêm cây phân nhánh cho chị Thúy Nguyễn nè. Thích nở, lấy cây này cho chị nè. Nó rớt cái chậu ra. Em phải để khô. Đó. 50 ngàn một cây thôi nha anh chị. 5 cây 250 nha. Đang mới có 4 cây mà ra một lùm như vậy nè. 5 cây nè. Đó. Đa số đều có mầm hết nha. 5 cây này 250, ai chốt 250 chốt giùm em. Rớt cái bông. Mặt bông mà hồng sọc rất là đẹp nha anh chị. Mặt bông mà hồng sọc rất là đẹp. 250, 50 ngàn một cây. Cảm ơn chị Thí Võ. 5 cây 250 nha. Ai có chốt 5 cây chốt giùm em nha. 250, 50 ngàn một cây thôi. Rất là rẻ luôn. Rất là rẻ nha. Ừ. 50 ngàn một cây. Hồi nãy ai hỏi Hồ Điệp ta. Hồ Điệp từ từ đi. Hồ Điệp là cô học cũng hỏi. Chắc đã mất rồi. 50 ngàn một cây. Ai chốt cái này 50 ngàn một cây giùm em nha. Đồng tiền vàng có vài cây anh Thanh Nhàn ơi. Có vài cây, em lên luôn cho nè. Lấy đồng tiền vàng cho chị, 60 ngàn một cây. Ai đi combo 3 cây giùm em nha, 180 nha. Hả? Đồng tiền vàng. Đây đây, có đồng tiền vàng. Sao rớt chậu ra hết trơn rồi mấy đứa. Anh chị lấy combo giùm em 3 cây 180 ngàn. Đồng tiền vàng anh Thanh Nhàn ơi, 3 cây 180. Có nở có nụ luôn. 3 cây 180 ngàn, ai chốt 3 cây 180 chốt giùm em đồng tiền vàng nha. Có ít thôi, có chừng vài cây hả. Đồng tiền vàng đó ít, có một sọt thôi. 3 cây này 180, 60 ngàn một cây, ai chốt đồng tiền vàng chốt giùm em 180, 60 ngàn một cây nha. 60 ngàn một cây. Đồng tiền vàng đang có nở có nụ như vậy ha, 60 ngàn một cây.
Nó có hai mặt bông rồi anh chị ơi, nó có hai mặt bông là vòng tiền vàng, vòng tia có hai mặt bông là cái chậu, rớt cái chậu ra nha, tại nó rồng bỏ dừa em phải để khô anh chị, để khô để vận chuyển cho anh chị về nó không bị thối, cho nên là nó hơi rớt cái chậu ra xíu đó. Ba cây 180 nếu anh chị lấy 4 cây là 250 luôn, 250 ngàn 4 cây nha, lấy lẻ là 60 ngàn một cây. Ai chốt đồng tiền thì chốt giùm em nha, rất là đẹp. Cho thí vỏ một cây. Thí vỏ sao không thấy bình luận của chị luôn á. Em chốt cho cô thí vỏ thích nở nè. Nở một chùm bông nha, thí vỏ nè. À, chị Uyên Trần Thảo một cây đồng tiền vàng đẹp gộp đơn cho chị nè. Chị Uyên Trần Thảo một cây nè, một chùm bông luôn nha. Cây rất là khỏe đẹp. Chị Uyên Trần Thảo 60 ngàn anh chị lấy lẻ 60 ngàn đi 4 cây là 250 nha. 250 là 4 cây. Đó, nó màu vàng. Màu vàng nha. Nó màu vàng nha anh chị, đó màu vàng. Cánh màu vàng nha anh chị. Đó. Vàng xanh á. Cái này có loại nó tia nữa, này có hai mặt bông đồng tiền vàng là anh chị, nó có tia ở trong nữa. À, đồng giá nha em, đi đồng giá đồng tiền vàng đồng tiền tím có luôn. À, từ lấy cái đồng tiền tím một thanh vàng một cây đồng tiền vàng là màu vàng đúng rồi. 4 cây 250 chị ơi, 4 cây 250 lấy giùm em 4 cây 250 nha. Nhiều quá. Lấy thanh vàng một cây đồng tiền vàng nè, lấy thanh vàng một cây đồng tiền vàng có nở có nụ cho anh, cây khỏe nha, có mầm con nữa nha. Một cây đồng tiền tím nữa, đợi em xíu. 250 4 cây đó chị ơi, có được có mười mấy 20 cây à, hết rồi. Có cây này lùm luôn nè, mà bông thì nó sắp tàn, nếu mà anh chị thích lùm thì em lấy lùm. Lấy nếu màu vàng thì lấy hai cây hai mặt bông, chị Thảo Lê lấy hai cây hai mặt bông, em lấy hai cây hai mặt bông cho, đây là một mặt bông nè. Em lấy cho anh thanh vàng thêm cây nữa là đủ đơn của anh hai cây nha, dán cho thanh vàng đưa cây cho khách coi. Thanh vàng nha, đồng 6 anh chị lấy lẻ là 60 ngàn một cây, 4 cây là 250 nha anh chị. Chị Lê Uyên Trần Thảo lấy cây nụ. Chị Lê Uyên Trần Thảo em đổi cho chị nè. 49 đổi. À. Ba cây nó là 180 nên chị 4 cây nữa 180 mà cộng 6 nữa là bao nhiêu? 220, 220 chị ơi. Phải không? À đúng rồi, xin lỗi 220 nha, 4 cây 220. 42 cây 52. Để biết người ta bán cái khùng. Em chốt chị Thí Hằng 4 thị 4 cây nè. 4 cây 220 à, em bớt 20 ngàn luôn. Anh chị lấy 4 là 4 cây. Em lấy chị Thí Hằng Nguyễn Thị 4 cây nè. 4 cây 220 đi nữa là 60 ngàn. À. Lấy lẻ là 60 ngàn, 4 cây 220 nha. Comment giá lên giùm chị. Rồi em lên chị Thí Hằng Nguyễn Thị 4 cây nè. 1 cây nè. Thí Hằng Phạm Thị 2 cây nè. 2 mặt bông nè, 1 mặt bông nè. Còn đồng tiền không vàng? Lấy hai đồng tiền vàng với đồng tiền tím nha, đồng giá luôn. Cây này đâu đã chốt thí vỏ lúc nãy, cây hồng phấn nhánh sao Hương nó đọc comment em á, em trên máy không có thấy, em hỏi nó kêu có. Tại chị nhầm nên em hỏi thôi. Ê không, lấy cây Thí Hằng Nguyễn Thị ra để chị bán. 79 đem lại. Ok chị, ok. Em sẽ lên đồng tiền cho anh chị nha, một cái tím, một cái vàng. Có mấy cây đem lại. Hai cây đồng tiền, hai mặt bông nhé. Thảo Lê hai cây đồng tiền, hai. Chị Thảo Lê hai cây đồng tiền, hai mặt bông. Trả trở lại cho chị Thí Hằng Nguyễn Thị. Mới vừa xuống 4 cây cái rợp luôn. Em chốt chị Thảo Lê, bây giờ em chốt đơn chị Thảo Lê nè, một mặt bông nè. 82 nè. Lấy cái chị kia 79. Hai mặt bông quá vậy. Còn cây có mặt bông vàng nữa. Vàng mà tia tia. Hết
rồi. Vàng tiên tiên nó hết rồi, nó có đây nè, cây này nè. Hai cây cho chị nha, hai chị Thảo Lê, hai cây được ba vòi bông luôn nè. Chị Nguyên Lê 4 cây đồng tiền vàng nha, 4 cây. Em có vàng cái tím nên chị nó chốt bằng giá luôn thì chốt em nha. Chị Nguyên Lê 4 cây đồng tiền vàng, 1 cây nè. Ít à, còn ít à? 84. 2 cây. 2 cây nha. Em đang chốt cho Nguyên Lê. Nụ nhang hết rồi chị, có mấy cây ạ? À? 3 cây. Đồng tiền vàng tia em sợ hết rồi chị ơi, hết rồi, còn có một mặt bông à. Ít, có ít lắm em đi tầm á anh chị. 3 cây. 4 cây, 4 cây cho chị đi. Nguyên Lê ạ, à, cảm ơn chị. 4 cây 220 nha anh chị. Nhiều rồi, 46 cây ở nhà. Ok, chốt chị đồng tiền vàng vòi đẹp, một đồng tiền tia. Em chốt chị áo áo cưới Hoàng Vy hai màu bông một cây, hai cây chị áo cưới Hoàng Vy hai mặt bông nha, mặt bông hết rồi. Thanh nhàn mấy cây vậy bé? Thanh nhàn là một cây đồng tiền, đồng tiền tím là nó chỉ có nụ nhỏ không có nụ to, cho nên là em không có đổi được à, nó có nụ như vậy thôi chứ không có nụ to nha. Đồng tiền vàng thì có nụ to, hồi nãy mình lấy hai, một cái đồng tím, một đồng tiền vàng nụ to, còn này nụ nhỏ thôi nha anh chị. Một đồng tiền hồng, một con kia, một đồng tiền hồng, một đồng tiền tím. Vậy đổi chị có cái vàng Hoàng Vy, lấy cái vàng tia, còn cái vàng kia trả lại. Lấy cái tím cho chị nè, lấy cây tím cho chị không? Đồng tiền hồng á, đồng tiền hồng và đồng tiền tím mấy bạn cũng kêu đó là hai màu bông. À, đổi cây đồng tiền vàng. Rồi em xả một cái cây đồng tiền vàng cây của chị, rồi em lấy một cây vàng tia với cây đồng tiền hồng cho chị áo cưới Hoàng Vy nha. Em đổi thanh nhàn cây này nè. Đổi cây đồng tiền vàng, đổi cho cây đồng tiền vàng. Lấy cái đồng tiền vàng tia của anh Thanh Nhàn ra. Dạ. Đồng tiền tím có hoa không? Dạ có hoa, đang có vòi bông nhưng mà bông nhỏ chị. Lấy cái sọt đồng tiền tím luôn. Em lên cây đồng tiền vàng tia. Vàng tia luôn nè anh chị. Cánh bông nó không phải là vàng tia đâu nha, nó là đồng tiền. Đó, cánh đồng tiền cánh tròn nha. Một cây. Nó có hai màu. 75. 4 cây là 220.000 rất là rẻ. Đổi. Anh muốn em nói không? Lấy cây đồng tiền tím nữa, hai cây đồng tiền vàng, hai cây đồng tiền tím cho anh chị nha. Hai đồng vàng, hai đồng tím, hai màu luôn. Giá 220, anh chị lấy lẻ 60.000 một cây nha, hai cây. Đó, đây là vòi bông nó đã khô rồi, một vòi bông khác nó đã khô, vòi không mới nó ra rồi nha. 220, lên hai cây tím cho chị, lấy cái sọt tím lên đây. 4 cây là 220 nha anh chị. Lấy lẻ 60.000 một cây, đó một cây đó. Em lên hai màu nha. Hai vàng hai tím cho chị Thảo Giang à, đi hai vàng hai tím nha. Cảm ơn chị Thảo Giang nè. Nó màu đồng tiền tím thì nó bông hơi nhỏ nhỏ nha anh chị, tại nó chưa kịp nở bông to là bán hết rồi. Một cây à. Thảo Giang khách mới cho em xin số điện thoại lên giùm em với nha, với địa chỉ. Một cây, hai cây, cây này một lùm luôn. Ba cây, cây này là cây tím. Cây tím chị về coi là chị thấy là búp nó còn nhỏ. Đây, bốn cây, bốn cây 220 nha. Hai vàng, hai tím cho chị Thảo Giang, cảm ơn chị. Em lên combo khác nha, hai vàng hai tím cho anh chị luôn nha. Sợ vàng để hết rồi không đủ đâu chứ, để cẩn thận nó gãy bông mấy đứa ơi. Em lên hai vàng hai tím, 60.000 một cây, lấy 4 cây là 220. Hoa dương, 4 cây đồng tiền vàng, đọc comment đâu không thấy, lát chú Thơ Nguyễn hỏi không thấy. Đây xác minh luôn. Trong nó bị ẩn bình luận đó anh chị nên nó không có hiện trong máy em.
ở trong Tibet. Em có cây lùm nhưng mà bông nó hơi nở xíu nha, em sẽ lấy cho chị. Thảo Giang hai vàng hai tím hả? Chị gì? Hoa Dương. 4 đồng tiền vàng một cây nè. Một lùm luôn nha, một lùm sùm bùm mà giá có 55 ngàn à, 60 ngàn một cây đó, em lấy cho chị nè. Này nè, bông nó hơi sắp nở rồi, nó nở nhiều rồi nha. Tại vì hết rồi. Một cây. 4 cây là 55 ngàn một cây. Thôi vậy nó có rồi. 55 ngàn, lấy một lẻ là 60 ngàn. Gì vậy? Hai cây, mày bắt bẻ cho cô. Trời ơi, cái cây này bán giá trời rẻ luôn. Ba cây. Ba cây. 89. Kiếm cây vàng nữa còn hơn vàng. Âm tiền vàng hết rồi anh chị ơi. 893. Để em kiếm đây còn cây. Còn cây đủ luôn, đủ đơn cho chị là hết trăm tiền vàng nha. Hết trăm tiền vàng. À, tên nãy tên gì? Thoa Dương. Em chốt đủ đơn chị Thoa Dương nha. Ok, cũng cây đó. Lùm lắm. Hết rồi. Hết trăm tiền vàng, em còn đồng tiền tím nữa anh chị. Tím. À, 60 ngàn, lấy lẻ 60 ngàn một cây ạ. À. À, combo 4 cây là 220 ngàn. Cho xem 5 cây 5 màu, mình hỏi mua cho bạn có đồng tiền vàng. Đồng tiền vàng em chính thức hết rồi. Em sẽ lên cho anh chị 5 cây 5 màu nha. À, mình sẽ đi combo ngũ sắc. Ngũ là 5 nha, 5 cây 5 màu. Tím, vàng, hồng, trắng và cam. Tím, vàng, hồng, trắng và cam. Em sẽ lên 5 cây 5 màu. Lấy 5 sọt 5 màu ra chị. 5 cây 5 màu. Tím, vàng, hồng. Em đi ngũ sắc nha anh chị. 250 thôi. Dáng xưa. Bây giờ nó nằm tùm lum hết chị. Về cả ngàn cây á. Cho nên là em từ từ em kiếm cho. Chốt dư một cây dáng xưa trên thanh nhàn đi. Rồi có cây mai em chụp hình cho. Thật sự là nhiều lắm. Em sẽ lên combo ngũ sắc nha, vàng, hồng, tím, trắng và cam. Cái sọt cam đó. Combo 5 cây 5 màu cho chị gì nè, Trần thì Linh nha. Combo 5 cây 5 màu, một cây vàng nè, màu vàng. Tím nè nha, 2 cây, 5 cây 5 màu, combo ngũ sắc 5 cây 5 màu nha chị. Chưa chốt hả? Em sẽ cho xem, còn nếu chốt thì comment chốt giùm em nha. Nếu ai comment trước em sẽ chốt trước. Ngũ sắc nha, combo ngũ sắc luôn, cam. Giá đồng giá là bán 45 cây 250 nha. Hồng. Hồng. Và một cây trắng. Lấy cây khác. Trắng lưỡi đỏ nha. Đó, trắng lưỡi đỏ. 5 cây này 250, 5 cây 5 màu. Anh chị nào có chốt 5 cây 5 màu thì chốt giùm em. À, chị Thùy Linh ok, nếu bạn mình ok mình cũng ok, bạn cũng xem mà không biết mua mới tập chơi. Chốt cho chị Linh 5 cây ok nè. Cảm ơn chị. 5 cây ngũ sắc 5 màu nha, đều có bông có 250 ngàn anh chị. Em sẽ lên tiếp combo 5 cây 5 màu khác cho chị. Dán xưa cho anh Thanh Nhàn nè, dán xưa cho anh nè. Lục ra được cây dán xưa. Bóp ai dán xưa nha. Dán xưa nha. Cảm ơn ạ. 5 cây 5 màu nha anh chị, ngũ sắc luôn, 5 cây 5 màu cho cây trên Thanh Nhàn. Em lên combo 5 cây 5 màu khác nha. Xanh, vàng, hồng, tím, nói chung 5 cây 5 màu, đảm bảo cho anh chị 5 cây 5 màu luôn, một cây. Hai cây lên cái 5 cây 5 màu chị Vàng ơi, lấy cái màu cam Vàng ơi. À dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Đó, đó, hai màu nha, em sẽ lên 5 cây 5 màu cho anh chị. Ba màu luôn. Ngũ sắc luôn. Này là hồng chấp cánh xanh nha, hồng cánh xanh nha. Có một cây à, mỗi cái có một cây cây, em sẽ đi từng cây cho anh chị. Trời ơi, lưỡi đỏ đẹp quá, trời đẹp luôn. Đây, trắng lưỡi đỏ, đây, trắng lưỡi đỏ luôn. Trắng lưỡi tím. Trắng lưỡi tím, lưỡi đỏ. Mày bắt lỗi chị mày, cô mày mày. 5 cây 5 màu nha, trời ơi đẹp quá. 2 cây, 4 cây rồi nè, 4 cây 4 màu. 5 cây 5 màu, 250, anh chị lấy lẻ 60 ngàn đó nha. Vàng có rồi, có cam đây, lên cây cam luôn. Cam luôn, cam đây, 5 cây 5 màu nha, cam.
5 cây 5 màu 250 thôi anh chị ơi. Em tính đi live tối mà giờ lên luôn cho nó nhịp nhọn, nó sôi động xíu. À, mua thêm nữa không? Mua nữa đi. À, mình cho địa chỉ nào shop đi, gửi về địa chỉ đó. Cảm ơn. Mua nữa đi. Đó, 5 cây 5 màu. Màu không giống màu nào hết chị. Không màu nào giống màu nào hết. 5 cây 5 màu giá 250 thôi. Rất rẻ luôn rồi. Đó, 5 cây 5 màu nha. Một lùm luôn. Ai chốt 5 cây 5 màu chốt giùm em. Lạc đường chốt 5 cây nè. Lạc đường lạc lối luôn nè. 5 cây nè. Lạc lối luôn. Rồi, em lên chị Hương Ngô 5 cây 5 màu. Mỗi màu nó khác nhau nữa. Không có màu nào giống màu nào. Từ từ gãy bông tôi quấn mày thấy tía luôn. Một cây một màu, cái màu này nó giống màu này. Từ từ, màu vàng hai cây em chốt cho chị Hương Ngô nè. Vàng là hai cây đẹp, cam ba cây, hồng sọc em đang chốt cho chị Hương Ngô nè, 4 cây. Đó, phần nhánh nè đều có bông hết nha, 4 cây. Còn màu nữa vàng ơi, có màu trắng vàng ơi. Mặt bông khác nữa nha. 5 mặt bông nha, nó hồng trong này, nó có hồng, hồng tím, hồng đậm, hồng nhạt này nữa nè. 5 cây 5 màu nha, em chốt chị Hương Ngô nha. Không màu nào giống màu nào hết á. Tần ra hôm qua em đi nguyên xe tải luôn chị, không màu nào giống màu nào hết luôn á. Dạ, màu cam ngồng ngắm nhưng nó là dạng nắng, bông nắng chứ không phải bông màu. Em bán hàng bông màu luôn, có 50.000. Chị Hương Vân thì em đổi cho chị, nhưng mà đây là cây nắng nha, phải là cây màu đâu, là cây tơ, cây một lùm luôn nè. Đó, đẹp. Cây này cây nắng mà 70.000 đó, em bán có 50.000 đó. Chốt ngũ sắc cho cô Bùi Ngọc Hạnh. Chốt ngũ sắc cho cô Bùi Ngọc Hạnh nè. Em bán ngũ sắc nha, combo ngũ sắc luôn, 250 combo nè. Một cây nè. Cái này hồng khác nha, còn cái này hồng lại là hồng phọc sọc đậm này lại khác nha, hai màu nè, ngũ sắc luôn. Cam, màu cam. Màu cam này dòng đen đô nắng nha anh chị. Em bán giá như đen đô màu. Đó, dòng đen nắng nha. Nó thì ít thân hơn, nó cây nó lùn hơn, nhưng mà nó là đen đô nắng. Em không biết tên, thật sự là không biết tên luôn á. Mấy hôm nay đang trợ lực để kiếm cái tên nên nó biết là dòng nắng, từ cái cánh nó xoắn lên nắng. 5 cây 5 màu, còn thiếu hai màu nữa vàng ơi. Vàng lưỡi đỏ. Còn vàng lưỡi đỏ cơ Phước. Cho cái sọc vàng lưỡi đỏ. Vàng lưỡi đỏ, chờ xíu, nâu lưỡi đỏ, 5 cây 5 màu nha. Trắng lưỡi tím luôn, 5 cây 5 màu, đang chốt cho Bùi Ngọc Hạnh nè. 5 cây 5 màu, ngũ sắc nha, combo ngũ sắc 250 thôi, rất là rẻ. Em chốt cây nắng mới cho chị Thư Phùng nè. Thư Phùng, cô Thư Phùng, cái câu nụ búp to nữa nha, chị Thư Phùng. Chốt chị Thư Phùng có 50.000 à. Bán rẻ luôn. Rồi em lên 5 cây 5 màu, cam, tím, hồng, vàng. Một cái màu này là màu lạ luôn đó anh chị. Đó. Này màu khác nha. Màu khác nha, hai nè. Combo 5 cây 5 màu nha, 5 cây 5 màu nha. Rất là cưng. Em lên 5 cây 5 màu, 1 cây 2 cây. Cái này là màu cam, cam nắng mới nè, 3 cây. Cái nào cũng có được một cây nắng mới nha chị, nắng màu lộn xộn mà có 250 thôi, 5 cây 250 nha. Trắng lưỡi tím luôn nè, trắng lưỡi tím bông là thường thuộc luôn, 5 cây 5 màu nè. Trắng tím luôn nè, trắng lưỡi tím nè, 3 cây, 4 cây rồi. 5 cây, rớt cái chậu anh chị thông cảm nha, tại vì bỏ dừa em để khô cho nên nó rớt chậu, về em bỏ chậu cho anh chị nha. 5 cây 5 màu. Đổi cây cam, trời. Lấy thêm giùm em đi, giờ đổi lôi nó ra không biết cái nó vào gì đổi và chị bỏ cái gì lại không biết luôn. Đổi cây cam lại lấy cây tím đậm. Ok chị, chỉ bỏ cây cam nắng lại, lấy cây tím đậm. Chị tạm cái tím đậm lại đây, chị đang cầm. Từ từ, chưa. Đổi chị Bùi Ngọc Hạnh nè. Bỏ cây cam lại. Cây cam là cây nắng mới. Dạ. Em thấy hoa đẹp mới tập chơi làm sao chăm rồi hoa. Em inbox cho em gửi hướng dẫn cho, ở nhà có phân gì chưa? Không có phân thì mua ít nhất cũng phải mình một phải trang bị cho mình một cái loại B1 nha anh chị. B1 để mình tưới cho mình. Còn anh chị mua phân gốc thêm, còn muốn cho ăn thịt bò, thịt heo gì nữa thì nó có nhiều loại lắm. Mình mong còn nếu mà đa dạng nữa thì đi combo mọc thân, mọc cây nữa. Combo 5 cây 200
250 nha, ngũ sắc luôn, 5 cây cho bà nội. Trời, bà nội ơi, 5 cây 250 nha, combo ngũ sắc luôn. Lên một cái cây 5 cây 5 màu, 1 2 màu rồi, 3 màu. Quá trời đẹp luôn. Ôi khao tiếc, chốt tiếc lắm nha. Anh chị ơi, quá trời đẹp luôn. 5 cây 5 màu cho Đạt Khoa Nguyễn. Một cái cây này quá trời đẹp. Một cây Đạt Khoa Nguyễn nè. 5 cây 5 màu. 5 cây 5 màu. Anh chị khách mới gửi địa chỉ số điện thoại lên giùm em nha. Em đi combo ngũ sắc 5 cây 250 thôi, quá trời rẻ luôn. Lạc lối 5 cây nữa đây nha. 5 cây này phải khác cái bông lúc nãy, chết bà rồi. Rồi cái này sẽ lựa khác cho. Khác cái cây lúc nãy. Đây, lạc lối một cây nữa nè. Khác nè, cái màu hồng là nãy em chưa lên nè. Ê, tím đậm nè. Nè, hai cây nè. Khác hồi nãy luôn, có khác hồi nãy luôn. Trời, bởi em nói em lấy 1000 mấy cây anh chị là không có màu nào giống màu nào, rất là nhiều màu. Trời lé luôn nè. Rồi, cho dáng xưa luôn nè. Cây này là tím ngọc trai nè. 4 cây, chơi ngọc trai bán luôn nè. Còn màu nữa. Trắng tím này khác nữa. Rồi chốt cho anh lạc lối nha. Không giống màu luôn, là 10 cây là 10 màu. Lạc lối nha. Cảm ơn à, cảm ơn anh chị. Đó, 10 cây có lạc lối là 10 màu nha anh chị. 50 ngàn một cây thôi anh chị. Giá 50 ngàn một cây thôi, rất là rẻ. Anh chị muốn gộp đơn gì gộp, mà đủ đơn 5 cây thì em mới đi hàng được nha. 250 nha. Đây, một cây. Ồ. Ôi bông nè, một nha. 5 cây ngũ sắc em đi 5 màu luôn nha. Thiếu màu cho chị rồi vàng ơi. Tại nó chưa có lên đồng á chị, nhiều khi lên đồng nó cũng khùng lên lắm. 2 cây trắng tím nha, 5 cây 5 màu nha. Em 5 cây Lê Thí. Lê Thí nè, 5 cây 5 màu, 3 cây nè. Trời ơi, combo ngũ sắc 5 cây 5 màu luôn. Đây một màu nữa nè. Đó. 4 cây. Cho cái bông nở màu cam cho nó đẹp xuất sắc luôn. Nắng mới, có một cây nắng mới cho mình luôn. 5 cây 5 màu nha. Ngũ sắc luôn, 5 cây 5 màu. Em chốt chị Lê Thí nè. Cảm ơn chị Lê Thí. Bên em không bao ship, nhanh mua đồng đen nè. Mua đồng đen. Ờ. Lấy cây đó, chị Trần thì xì lên là nói gì ta? Lấy cái gì ta? Bích Thủy thích cây gì chốt thêm đi, thích cái gì thì lấy cái đó. Nhiều màu lắm, cam, hồng, trắng, tím, blue, cái gì cũng có nha chị. Giờ còn mênh mông cho nên là anh chị chốt còn còn lựa được, chứ hồi lát không có lựa được rồi. Em lên 5 cây 5 màu nha. 250 ngũ sắc nha, một cây. Thiếu màu vàng ơi. Hai cây. Cái màu gì cũng có, em nói qua em đi lựa là đi tới về tới nhà 10 giờ đêm á chị. 7 giờ sáng đi tới 10 giờ đêm á. Đó, vàng tia luôn, hai cây. 5 cây 5 màu nha. Dạ, cảm ơn chị Thảo Phạm. À, đối đứng ngọn Tết có hoa mà đến giờ chưa thấy vậy. Cho ăn xịt vô đi. Ủa cái cây này lạ có màu này nè. Ở đâu hôm qua chị Bắc không thấy màu này. Biến thể của hồng sọc. Biến thể nha, màu biến của hồng sọc nha, hai cây. Kề không dáng xưa với trắng, trắng mà trong màu tím. Cho em dáng xưa với trắng. Trắng không tím hả? Tommy em đang bán 3 cây 100 200. Lấy 4 cây là 250. Tommy em có nha. Có hàng bông thì 90 ngàn một cây, cây to thì 90 ngàn. Đó, 1 2 3 4 cây. Trắng không tím. Trắng tím luôn, trắng không tím luôn. Chị Thí Hằng Phạm Thị lấy cây này. Ok chị. Rồi lấy cho chị nè. 79. Là chiều hết cỡ luôn nha. Là chưa đủ cho anh con cây nữa. Chị Trần thì Linh cho em hai cây trắng hồng tím được không chị? Mai em tới lấy. Còn cây trắng hồng tím lên hai cây cho chị gì Mai ghé lấy nè. Mai Ngọc. Mai Ngọc một cây. Trắng hồng tím nè. Hai cây chị Mai Ngọc luôn, ghé lấy giùm em nha. Có 50 ngàn cây à anh chị ơi, 50 ngàn cây à, rẻ luôn, rất là rẻ luôn. Chị Mai Ngọc 5 cây nè, cảm ơn chị Mai Ngọc ạ. À, 5 cây. Hai cây trắng hồng tím. Hai cây trắng hồng tím. Đâu có nói hai cây. Bình xịt cái combo 3 hũ có 125 ngàn,
combo đó chị xài 1 năm 2 năm là vô tư luôn, là xịt đi nó sẽ ra bông. À, xả 5 cây đó đi chị. Chị Lê Thi trụ cây đẹp quá mà xả uổng đó nha chị. Có 5 cây 250 thôi. Hai cây trắng nếu xả thì xả, chị Lê Thi lấy combo đó ra để bán cho người khác. Mấy combo đầu đẹp quá trời. Nha, 5 cây 250 nha. 250 em lên 5 cây lại cho anh chị nè. Thoa dương lấy 3 cây vàng tia. Không có chị ơi. Lọt 1 2 cây em đi combo luôn. Nhiều màu nha, chứ còn lửa 3 cây là không có, thực sự là không có, tại mỗi cây nó khác nhau. Ngổ anh ghê. Ừ. À 5 cây. Nhiều màu hoa lạ, không màu nào giống màu nào anh chị. Đó, rất là đẹp nha, một màu nè, mũ sắc luôn nha anh chị. 2 cây nè, vàng tia nè, 3 cây nè. 3 cây. À, chị Thoa Dương em lấy cho chị trước 1 cây nha, chứ còn không có. Thoa Dương nè, có 1 cây à. Rồi. 5 cây 5 màu, hồng, hồng đó vàng. Chị Mai Ngọc cảm ơn chị, nhớ ghé lấy nha. 5 cây 5 màu. Để đây đi, để xuống đi tôi trình gãy. 5 cây 5 màu nha anh chị. 3 cây. 3 cây. Không có nhớ chị ơi, em đi 5 cây 5 màu, có một vài cây lộn vô thôi cho nên là không có nhiều. À, chị Thoa Dương lấy 2 cây vàng lưỡi đỏ nữa. Cái sọt đó nguyên vàng lưỡi đỏ đó. 2 cây đang cầm cho chị Lê Thi nè. Hồi nãy xả 2 cây kia chị sẽ đi từng màu đúng không? Lấy cho chị Lê Thi 2 cây nè. Cố gắng đừng có xả giúp em nha. Lấy 2 cây vàng lưỡi đỏ cho chị Thoa Dương nè. 2 cây vàng lưỡi đỏ cho chị Thoa Dương, cây nào cũng đẹp. Em đi tuyển mà chị. Chị Thoa Dương nha. Lấy combo đẹp với combo thuốc chị chỉ nha, cách sử dụng luôn nhé. Ok chị. Lấy combo kích bông. Kích bông đó là mỗi hũ chị xài 0,5 thôi nha. Trong đó em có cái dụng cụ đo lường, nếu bằng nước thì 0,5 ml, còn mà muỗng thì mình sẽ lấy phân nửa muỗng. Ok chị, em xả cây 5 cây kia rồi. Nhớ chốt trên một livestream giùm em nha, từ 200.000 bên em mới đi hàng nha. Em đi combo 5 cây 250 nha. Chị Nguyễn Thủy một combo nè, một cây nè, 5 cây 5 màu cho chị luôn. Tổ tím đậm đẹp quá, hai vòi luôn. Cô Nguyễn Thủy lấy combo thuốc gì á? Kích bông 2 cây, rất là đẹp. Rớt cái chậu ra anh chị, trồng quả dừa em để khô cho nên nó rớt chậu ra bình thường nha. 2 cây, 5 cây 5 màu, đây 3 cây. Ôi cánh chớp nữa nè, 4 cây nè. 5 cây trắng lưỡi tím cho em chốt Nguyễn Thủy 5 cây 5 màu nè. 5 cây 5 màu 250 nha. À, Nguyễn Thủy cảm ơn chị. Đó 5 cây 5 màu 250 nha anh chị. 5 cây 250. 2 cây trắng hồng tím, 1 cây dáng xưa. 112. À, từ từ có trắng hồng tím, từ từ em lên cho. Có 2 cây trắng hồng tím. Còn dáng xưa để lùng đó chị anh, nó coi chừng gãy bông quá vậy. 2 cây trắng hồng tím cho chị Lê Thí nè, 2 cây trắng hồng tím nè. Cái combo của chị xả ra nãy đẹp ghê luôn. 2 cây trắng hồng tím nha. Chị Lê Thủy, 1 cây dáng xưa đủ đơn cho chị luôn. 1 cây dáng xưa đủ đơn nha. Đủ đơn. 250 nha. 250 nha chị, em lên combo 5 cây khác, 5 màu. Cái cây này nãy chốt rồi nè. Rồi, em lên 1 cây trắng hồng tím nè. Nó rớt cái chậu ra anh chị, tại vì nó trồng quả dừa em để khô, về cho anh chị tưới nước thì nó bung ra thôi. Nè, 1 cây tím blue luôn nè, 2 cây nè. Nguyễn Thủy lấy cho chị 1 cây vàng, đổi cho chị, ghi chú vô sổ đi, mai em đổi cho chị ơi. 3 cây, 3 màu nha. 5 cây 5 màu, ngũ sắc nha anh chị. 5 cây 5 màu luôn. Cây trắng nữa chị, đưa cây trắng nữa nha. Cây cam nha, 5 cây 5 màu ngũ sắc 250.000. 250 một cây trắng, hai vòi. Trời ơi cây trắng. Ôi. Rồi. Đấy. Cây này. Đó, 5 cây này 250 ai chốt liền nha. Trắng, tím, hồng, cam, vàng đây nè, đủ sắc nha. 5 cây này 250 ai chốt em. Có cây này nó cao quá, cây trắng này đẹp quá. 5 cây. Trắng, hồng, tím. Một cây bồi chị Thị Linh, một cây trắng hồng tím.
Bên này nè Phước, bên đây nè. Em lấy cho chị Ngọc Hạnh một cây trắng hồng tím nè, một cây cho chị Ngọc Hạnh nè. Chị Lê Thi cho một cây trắng hồng tím. Chị Lê Thi đây, dáng xưa còn không? Chị Lê Thi nè. Hình như là Lê Thi nãy giờ có 3 cây trắng hồng tím rồi nha. Là còn dáng xưa cho chị một cây với. Em lên combo nè, 4 cây này, 5 cây 500. Trắng hồng tím vàng tia. Vàng tia em hết rồi nha. Dáng xưa cho chị Thúy Võ nè. Thúy Võ đúng không? Đúng rồi. Thúy Võ cây dáng xưa à? Thúy Võ dáng xưa. Thúy Võ nha. À, combo trắng hồng tím với vàng tia. À, xin lỗi là em chưa có chốt đơn chị Long Thanh được. Tại vì trắng hồng tím này cũng có đủ cho chị 3 cây 2 cây. Nhưng mà vàng tia là em hết rồi. Đấy, em lên combo 5 cây này. Chị coi là giùm, chốt lại em là vàng tia em hết rồi. Em không có chốt được cho chị nha. Có vàng lưỡi đỏ, chị thay bằng vàng lưỡi đỏ được không? Ở đây có cây vàng tia nè vàng. Cái combo xả ra có cây vàng tia đó. Đó là đồng tiền vàng. Đồng tiền vàng à. Một cây. Một cây nha, em lên từng cây cho anh chị coi nè, một cây. Combo ngũ sắc 5 cây là 250 nha. 5 cây 250 em tính đợi like tối đó. Bây giờ like luôn. Một cây. Chị Lê Thi, à, ok chị là của chị có 3 cây trắng hồng tím với lại 2 cây, 3 cây kia nữa là 6 cây. 2 cây. 2 hồng sọc, 2 hồng trắng hồng tím. 3 cây trắng hồng tím. Cảm ơn chị Thi Linh rất là nhiều. Hồi nãy im ru quá trơn luôn á. Bây giờ sôi động lên, cảm ơn chị. Dáng xưa chỉ có một màu. Dáng xưa là một màu nha chị Lân Thanh ơi. Một màu, dáng xưa thì có một màu. Em kiếm nó đã không ra rồi, ra được cây có nụ to chứ còn chị Thúy Võ không lấy thì để em lấy cái đó em bán cho người khác là hết rồi. Lục ra được có con cây đó đó. À, thêm cây nữa hả? Trắng hồng tím nữa hả? Rồi thêm chị Lê Thi thêm cây trắng hồng tím nè. Cái fan của trắng hồng tím nè, đó rất là đẹp nha. Fan của trắng hồng tím rồi, biết chị đam mê màu đó nè. 7 cây. Cảm ơn chị. Dáng xưa là chị có một màu với chị Lân Thanh ơi. Còn họ lấy 5 cây 5 màu, xen một cây dáng xưa vô thì em sẽ cố gắng lấy chị dáng xưa hết luôn hả? Còn không? Lấy cây trắng cao chị chọn. Chị Bùi Ngọc Hạnh lấy cây trắng cao Ngọc Hạnh nè. Đó, đẹp chưa? Hoa trắng này thơm nha. Thơm nha, bông trắng này thơm nha anh chị. Thơm. À, có phải chị Long Thanh đúng không? Ok, lấy ok. Còn của chị có một cây dáng xưa, thêm 4 cây kia 4 màu nữa. Một cây nè. Lấy cái sọt đó ra đừng bỏ vô nè. Một cây của chị là 5 cây, trong đó có một dáng xưa. Em chốt chị Long Thanh nè, một cây nè. Hai cây nè. Ba cây trắng hồng tím nè. Rớt cái chậu ra về bỏ lại mem nha. Một cây cam, vàng cam, một cây hồng sọc, 5 cây. Chị Long Thanh em cảm ơn. À. Rồi em lên cái màu đậm này quá trời đẹp, quá trời cưng luôn. Ồ, cái này bán lẻ từng cây á thật sự là thích hơn á. Đó. Tím đậm nè. Màu này nè anh chị. Ồ, nè, một cây tím đậm nè, lên một cây này hai vòi luôn nè. Một cây tím đậm từ từ. Trời ơi, cái nào nó đẹp gì đâu á. Hai cây. Hai cây nha, hai vòi bông nha, kiểu bông nó dài nha, màu khác nha. 5 cây ngũ sắc luôn nha anh chị, 5 cây. Cô Thúy Võ thêm một cây trắng hồng tím hả? Từ 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 để lấy cây trắng hồng tím giùm chị phải. Hai này cùng màu. Trắng hồng tím cho Thúy Võ, cô Thúy Võ à, cảm ơn ạ, à. Thích nở nè. Ba cây. Em lên 5 cây 5 màu cho anh chị nha. Một cây lấy cây trắng bên sau lưng chị đâu. Phước. Ba cây. Ba cây 3 màu. Lấy cây dáng xưa. Dạ, hồi nãy cây của chị rồi. Cảm ơn ạ. À. Không có xả. Trắng nè, 4 cây. Trời ơi. Sao 4 cây rồi nó ra một trùm luôn. Quá trời luôn.
Ôi cái tím này đẹp quá. Tím nhung này đẹp quá. Cái này là biến thể của sô nha. Còn cá. Con cá. Con cá cục đại thượng với các Anna. Trời ơi cái màu nè, nó là cây sô nha mà sổ ra có một cây à. Đó, năm cây năm màu nha. Chốt combo đang cầm chị Khanh Mai nè. Mày vô cái gọt mày ngồi luôn. 5 cây, 5 màu. 5 cây. Trời đẹp lắm anh chị, nói chung là đẹp lắm luôn. Em tính là đợi tối đó nhưng mà giờ lên có cách đó chị Kim Chi Phan ơi, có lục đại thường với Anna. Chị muốn xem loại này em lên cho chị, cây đẹp lắm, một búp lùm luôn. Ở dưới Tiền Giang đó. Mày chọn lại cho chị Yến hay không? Lại trùng với nhau mới nhảy số. Tím nè, tím nha, một tông tím nè. Một tông hồng, trời ơi. 50.000 cây nha, lấy combo giùm em 5 cây 5 màu ha. 5 cây 5 màu, em đi 5 cây 5 màu. 3 cây nè, trời ơi. Lấy một cây cát lục đại thượng, cái cát tướng quân cho chị Thanh Phan Chi Mai coi với. Thanh Chi Mai như bốc ráp vậy. 3 cây. Đẹp lắm luôn anh chị ơi, lấy cái xanh. Xanh có một cây xanh này, cái này là màu cam nha. Chị Kim Chi Phan lấy một cây cát Anna đẹp cho chị. Lấy cây cát Anna đẹp cho chị. 5 cây 5 màu xanh nha. Cây lùm nha. Một cây tím. Tím đậm quá e của. Lấy cây tím đậm cho chị. Chị Thiên Nguyễn Thủy nè, tím đậm nè. 112. Cảm ơn chị. Cây cát Anna, trời ơi 5 cây 5 màu ôm một lùm luôn anh chị. Rồi, em lấy cho chị Kim Chi Phan không đẹp không lấy tiền luôn nè. Chị cái búp nó chưa? Lụp sụp bụp ở trong này nè, đó. Hả? Cái này không có bỏ giá thể nha, em bỏ là về anh chị héo bông mà hư bông hay là héo vàng lá là ráng chịu đó, thật sự là đang có bông mình đừng có tác động nó tách giá thể. 5 cây 5 màu nha, 5 cây 5 màu 250 đẹp quá trời, em lên 5 cây lại cho chị. Em chốt cho chị Kim Chi Phan cái này 200 nha, em có cắt lục đại thượng nữa. Kết Anna này 200.000 đẹp chưa? Chốt chị Kim Chi Phan. Em lên 5 cây 5 màu nữa cho anh chị nha. Mấy giờ rồi ta? À còn sớm mà. Nhớ 5 giờ đón buôn. Một cây anh chị nhìn nè, đẹp chưa? Một cây. Một cây. Đó cây 5 cây 5 màu cho chị là một cây. Hai cây là tím đậm nha. Có mầm con cho anh chị luôn nha, mầm con nha. Cái này màu cam. Không có, nó bị báo lỗi ai gửi tin gì đó. Ôi, cái này cây này xanh. Xanh xưa. Xanh xưa hoa thơm nha. Tím cây nhiều, cái cây đó nhiều lá lắm đó chị. Một lùm luôn á. Là nhiều bông nữa. 71 cây trắng hồng tím. Chị Thí vỏ xả cây trắng hồng tím. 5 cây nha, 5 cây 5 màu quá trời vòi bông luôn. Ủa, chị ơi 5 cây 5 màu này rất là đẹp nha. 5 cây 5 màu nè. Một cây nè, chị nhìn ra một cây. Em ơi biết nó gặp cái lá xíu không sao nha anh chị. Lây nó nhiều lá lắm nha. 5 cây 5 màu nè, một cây nè. Một cây cam chốt chung cây Anna. Dạ ok chị, em lấy cho chị cây cam nè. Chị Kim Chi Phan màu cam kiếm rất là khó nha. Vàng cam luôn á. À em thay bằng cái cây, cái này xả nè. Cây trắng hồng tím nè, em lên combo 5 cây 5 màu 250 nha. Một cây trắng hồng tím. À, chị Đào Ánh lấy cây nắng hồng tím luôn nè. Ok chị, cảm ơn chị. Lấy cây hai vòi cho chị luôn nè. Một cây chị Đào Ánh. 5 cây 250 nha. Đem đi ngũ sắc, combo ngũ sắc 250 nè. Một cây màu tím đậm nè. Một cây tím đậm. Có mầm con, một cây tím đậm. Chị Hương Ngô hủy đơn hả? Ok, hủy thì hủy. Lấy cái combo chị Hương Ngô ra, cái đó bán luôn. 2 cây. 5 cây 5 màu 250 nha anh chị. 250 5 cây 5 màu. 3 cây xanh xưa hoa thơm nha. Đó, xanh xưa hoa thơm. 3 cây. Có 50.000 cây anh chị. 5 cây 5 màu. Lạc đường, lấy thêm 5 cây khác với cái 5 cây hồi nãy. Chịch trà. 95 là có 5 cây 5 màu. Hương Ngô. Gì hai combo? Lạc đường thêm 5 cây nữa, 5 màu khác nhau nữa. Có nè, cái càng này có nè. Cái
lạc đường em xin ghi chú lại là mai em soạn lại cây cho mình nha, chứ bây giờ lôi nó ra kiếm nó cái gì để lựa cái cây nó khác màu thật là khó lắm luôn á. Nên là lạc đường ghi chú 5 cây ghi chú lại nha. Một cây trắng hồng tím, một cây cam, một cây tím đậm là 1, 2, 3, một màu, 2 màu, 3 màu, 4 màu. Còn chị bỏ hồng tiết còn thiếu một cây nữa chị Tiết ơi. Một cây trắng hồng tím nè, ghi chú cho lạc lạc đường là 94. Mai em chụp hình em gửi cho lạc đường nha. Em sẽ chốt cho vỏ hồng tiết là một cây tím đậm, một cam, một hồng tím, hồng tím, một hồng tím cho chị hồng tím một cây nè. Rồi đợi xíu đi chị bán. Một cây cho vỏ hồng tím, một cam 54. Lấy cho chị cây cam. Một cam. Một cam này là nắng nha, dòng nắng không phải dòng màu nha, một ca cây. Bỏ hồng tiết thêm cây xanh nữa nè. Xanh nữa bỏ hồng tiết luôn nè. Một cây tím đậm thì bỏ hồng tiết luôn, một cây tím đậm luôn. Là đủ chưa? 1 2 3 4 5. 4 rồi. Còn một cây nữa. Hồng tím, cam, tím đậm với lại xanh là mới 4 cây à. Còn cây nữa chị bỏ hồng tiết ơi, lấy cây gì? Còn cây nữa. Cái cây giáng xưa nữa nè. Bà liễu em có hàng lá nha. Xí em lên bà liễu hàng lá cho anh chị về ghép chậu. Về làm chậu đi. Cái chậu bà liễu anh chị nuôi 2 năm bán 5 triệu đồng. À, chị vợ hồng tiết thiếu một màu, lấy thêm một màu giùm em với. Em có cây giáng xưa nè. Mặt hoa của cam hả chị Kim Chi Vang? Đợi xíu, mặt bông lên bông máy cho. Còn tím nhung không? Chị thêm một cây, chị Bùi Ngọc Hạnh thêm cây tím nhung. Màu cam đây chị. Chị Kim Chi Phan ơi, màu cam nha. Cây em thực chụp thực tế ở vườn luôn á, màu cam vàng rất là đẹp nha. Nó là thuộc dòng nắng không phải dòng màu đâu, em bán bằng giá hàng màu đó. À ok chị, bỏ hồng tiết 4 cây với dồn đơn lúc nãy nha, màu cam. Tại em không dám bật camera sao? Sợ nó văng. Một cây tím đậm nè, cho chị dòng đơn nè. Tím nhung không, tím nhung đậm, Bùi Ngọc Hạnh, một cây tím nhung đậm. Cây này hai vòi luôn cho chị nè. Tím nhung đậm cho chị nè, đó. Hai vòi bông luôn. Còn có được mấy cây à? Em lấy cho chị hai cây hoa ngọc bông lên nha. Cảm ơn chị Ngọc Hạnh ạ. Chị Ngọc Hạnh, Bùi Ngọc Hạnh. Em lên 5 cây 5 màu cho anh chị coi. Một cây hồng đẹp chưa, nó có một cái tên đó, em quên cái tên này rồi, xa trưa lập nữa. Em lấy cái tên của thằng này cho chị coi, nó có cái tên đàng hoàng mà quên rồi, cái tên đẹp lắm. 5 cây 5 màu nha anh chị, 5 cây 5 màu giá có 250.000 thôi. 5 cây 5 màu, 5 cây 5 màu. Mất cái file đó rồi. Một cây tím nhung cho chị vỏ hồng tiết luôn. Một cây cho chị hai vòi bông luôn nè. Một cây tím nhung cho chị nè. Đó, cây có con nữa nha. Cảm ơn chị Hồng Tiết. Chị Hồng Tiết. Có anh Ba Pháo Hoa luôn, có luôn. Anh Ba Pháo Hoa lên, anh Ba Pháo Hoa luôn. Bán luôn. Đặt tên là không sao mình không, nó có cái tên, tại bên Thái nó đưa cái lô màu đó ra thì mình lọc ra được cái tên, và bây giờ nó lưu ở trong máy rồi không có nhớ. Cái này nó có cái tên đẹp lắm. Tam Nguyễn nãy giờ cứ lâu lâu cái ổng bay lên nè, ổng núp lùm luôn mà. Qua này để từ từ em nhớ lại, để lại tối em nói cho giờ quên tên nó rồi. Lại xốp lựa được không? Được, tranh thủ đi, tại nó không có nhiều. Mai gửi em luôn nghe, không cần gọi. Cảm ơn.
à, tất cả khách em đều phải gọi hết nha, chứ không gọi anh chị không nghe máy, tới lúc cô tá không biết đường mà phát. Có anh ba pháo hoa luôn, em sen luôn cho anh chị luôn. Đi combo giùm em nha. Uống nước mày. Năm cây năm màu khác nha. Một cây màu đẹp chưa? Hai ngọc. Một cây hồng phấn. Hồng phấn hai cây. Tím nhung đậm ba cây. Một cây là giống như cây màu blue á anh chị. Bốn cây. Năm cây. Đó. Năm cây, năm cây này quá trời vội luôn. 250 ai chốt 250 chốt thì em nha. Năm cây này 250, năm cây năm màu có hồng phấn, có tím nhung đậm, có hồng sọc. Có cây. Đó, cây phớt hồng, trắng tím phớt hồng rồi đó. Năm màu chốt lạc đường nè, lạc đường lạc lối nè. Vậy là lấy cái này là không lấy cái kia ha. Em lấy cái này nha. Rồi cô An Hải thích không có, để con lấy cô cái cây combo giống giống vậy nha cô nha. Ship 5 cây nằm khoảng là 40-45 ngàn, không tới là không quá 50 ngàn nha anh chị. Em phỏng đoán là khoảng 40-45, nếu mà cây anh chị lùm thì có thể lên tới 50 là hết cỡ. 10 cây luôn mà, ok ạ. À. Dạ rồi, vậy là không có chọn thêm á. Dạ chọn thêm á, chọn thêm á. Hồi nãy là 10 cây rồi, là lấy cái này với cái combo đầu tiên anh chọn á, một cây. Cô con lấy 5 cây 5 màu nha cô, cô hãy thích cô rồi chốt lại giùm con. Đó, hai cây. Hai cây giống cái màu hồi nãy nha, hai cây. À, 5 cây trắng tím với phớt hồng. Một cây hai cây là không có nhiều. Nên là đơn em không có. Không có trắng tím phớt hồng. À trắng và tím và phớt hồng. Trắng tím phớt hồng. Lấy cây trắng nữa. Trắng tím phớt hồng. Có vàng không lấy hả chị? À ok, không đổi không đổi. Một cây tím phớt hồng, hồng nè. Tím luôn nữa nè. Hai vòi thôi nè. Đó. Ba năm cây cho chị Hải Yến nha. Còn cây trắng nữa, lấy cây trắng hoa thơm giùm chị với. Trắng hoa thơm qua chị bóc mấy cây. Chắc về Tiền Giang quá. Em lên 5 cây trắng tím phớt hồng cho chị nha. Có tím nhung nè, có hồng phớt nè, có hồng hồng trắng hồng nè. Có anh ba pháo hoa nữa nè. Mặt bông anh ba pháo hoa luôn, chờ em xíu luôn. 50 ngàn một cây luôn. Đúng rồi, bút ráp thì có đặc điểm là cây anh chị nhận liền, không có nằm trong thùng mấy ngày. Đó, thì ráp nó tính theo đoạn đường, có nhiều người nó sát bên là bút có 20-30 ngàn thôi. Còn nếu xa quá để hôm sau giao thì mình sẽ gửi bằng đường bưu điện, cho nên cái nào nó rẻ. Mà cây an toàn nhất thì vẫn là bút ráp nha. Em chốt cho chị Hải Yến mới 3 cây hà. Trắng, tím, hồng, phớt hồng. Hai cây cho chị, ba cây chị Hồng Yến nè. Một cây trắng lưỡi tím cho chị Hồng Yến luôn nè. Bốn cây rồi nè, tím đậm rồi nè. Còn cây nữa, trắng tím phớt hồng. Lấy cây anh ba pháo hoa đi. Phớt hồng đó có. Có rồi, cây đó màu đó có rồi. Em lấy 5 cây 5 màu cho chị luôn. Cho chị anh ba pháo hoa luôn. Chị Hải Yến à, cảm ơn chị. Rồi 5 cây 5 màu cho chị Nguyễn Ngọc Bích nè. 5 cây 5 màu. Tím đậm cho Nguyễn Ngọc Bích nha. 5 cây 5 màu. Dạ à, địa chỉ mình ở đâu thì em mới biết. Em ở đâu đó, đó. Nó thông thường là từ 2 cho đến 5 ngày. Không quá 5 ngày nha. 2 cây. Em lên 5 cây cho Nguyễn Ngọc Bích nè. 5 cây 5 màu. Tím đậm, hồng phớt. Một cái anh ba pháo hoa. 3 cây. 5 cây 5 màu 250 thôi anh chị. 5 cây 5 màu 250 rất là rẻ luôn. 3 cây hồng sọc luôn. 4 cây rồi đó. 5 cây lấy vàng lưỡi đỏ nữa. Mới thấy cây vàng lưỡi đỏ. Lấy cây vàng lưỡi đỏ cho mình luôn nè. Vàng lưỡi đỏ 5 cây 5 màu cho anh Nguyễn Ngọc Bích nha. 5 cây 5 màu có một cây vàng lưỡi đỏ nha.
5 cây 5 hồng à, Vũng Tàu tầm 2-3 ngày gì à. Mà không quá 5 ngày, theo quy định của mình là không quá 5 ngày. Nếu mà 6 ngày nó giao tới anh chị từ chối là nó sẽ đền tiền cho bên em ha. 5 cây. 5 cây 5 màu. Trừ thứ bảy chủ nhật nha, thứ bảy chủ nhật thì cộng thêm 1 ngày. À, Nguyễn Ngọc Bích ạ, à, em lên 5 cây 5 màu khác cho anh chị nha. Đẹp quá, có anh ba phó hoa nữa chị. Em bán giá luôn, cũng giá. Rất rẻ luôn rồi. Em nói anh chị, cái làng nó có 100 giống thì nó hết 90 giống là có màu tím trong rồi. Ca quá rồi, chơi luôn, có luôn. Vàng cam cho chị luôn, vàng cam trắng hết rồi. Trắng hồng tím, không có lỏng tím nữa, không cho tím luôn. Rồi vàng cam đi nha, một cây vàng, hai cây vàng đi. Thanh Thương là khách mới. Thanh Thương, à, gửi cho em số điện thoại lên giùm với Thanh Thương ơi. Một vàng, một cam. Lấy hai vàng nha, hai vàng, hai cam đi nha. Chứ bây giờ mà không có tím vô thiệt sự là ca này khổ quá. Ôi, hai cam, hai vàng đó. Hai cam là cam nắng luôn, dòng đen rô nắng. À, ok, không lấy trắng, hồng, tím cũng được. Nhưng mà đừng lấy tím hết. Ok. Rồi, trắng phớt hồng luôn, hồng luôn. Vậy là bớt lại. Bớt cây cam. Bớt cây cam. Một cây trắng hồng tím còn không? Anh ba trắng hồng tím được nè. Anh ba nè, là của chị nha. Một cây nè. Cảm ơn Thanh Trương, nhắn cho em cái địa chỉ để mai đi hàng cho nhanh nha. Vàng lưỡi đỏ, một cây cam. Hai cây vàng lưỡi đỏ. Của mình đơn mình có hai cây vàng lưỡi đỏ nha. Lưỡi đỏ bán mắc tiền hơn á, em tính giá luôn á. Một cây, anh ba pháo hoa cho chị. Đào ánh. Đào ánh một cây anh ba pháo hoa. Nè, có mầm con nha, mầm con. Em lên 5 cây 5 màu cho anh chị nha. 5 cây 5 màu khác. Nè, chị nhìn cái bông đó nè. Đi mang mang. À, cho em cho lai hồ điệp một tím không? Không có lai hồ điệp chị ơi. Lên lai hồ điệp. Hình như có vài cây à. Cái đó 60 ngàn một cây. Một cây à. Một cây. Nha, một cây em lên nè. Này là hồng sọc tím đậm. Tím đậm ba vòi luôn à. Tím nhung đậm ba vòi hai cây. Không phải cái tiên kiếp khác. Một cây ba pháo hoa luôn, ba cây. Trắng hồng tím nha, bốn cây. Lấy cây cam luôn. Năm cây cây cam luôn. Một cây vàng lưỡi đỏ còn không? Năm cây. 1, 2, 3, 4 đủ rồi, 5 cây đủ rồi. 5 cây này 250 ngàn. 5 cây 250 ngàn. Có vàng, cam, trắng, hồng, tím. 5 cây. Ok, 5 cây này. Đó đủ yêu cầu luôn. Một cây vàng lưỡi đỏ. Một anh ba pháo hoa luôn. Chốt cho chị Hà Trần Thị luôn nè. Khách mới gửi số điện thoại lên giùm em nha. Quá trời rẻ. 5 cây 5 màu cho anh chị chọn luôn. Ngũ sắc luôn. 5 cây 5 màu. Em lên 5 cây 5 màu khác nha. 5 cây 5 màu nha anh chị. 5 cây 5 màu nha. 1 cây hồng sọc. Cây này 2 vòi, 3 vòi mà nó gãy 1 vòi, còn 2 vòi nha. 2 cây tím đậm, hồng tím. À, anh ba pháo hoa. Có 1 cây luôn. Cam vàng luôn. Ngũ sắc cho anh chị luôn. Anh ba pháo hoa luôn. Màu cam luôn. Cam là dòng đen rô nắng chứ không phải đen rô màu nha anh chị. Dạ ok chị, nhắn cho em địa chỉ đi. Nếu khách mới gửi em địa chỉ để mai em gửi ráp cho anh chị. 5 cây 5 màu nha, mới 4. Một cái cây phớt hồng luôn nè. 5 cây 5 màu nha anh chị, 2 vòi và phân nhánh chứ là 2 vòi. Một cà vòi phân nhánh. 5 cây 5 màu này 250. Chị Lê Thi, một canh va pháo hoa đang cầm. Ok chị. Em
em đổi cho khách cái combo này một cây combo có ăn ba pháo hoa khác nè. Một cây ăn ba pháo hoa khác đây. 5 cây 5 màu nha. À Phú Nhuận. Phú Nhuận bút cái này không phải 4-5-60 á. Mua thêm đi chị, lai trưa lai tối em mua thêm đi. Mua lần đáng bút chiến luôn chứ đỡ tốn tiền ship, tiền Grab. Chào chị nhà Mai Thuận. Nhiều hoa, chị Thúy Võ thích nở. Lấy cho chị một cây nè, có nở có nụ cho chị Thúy Võ nè. Một cây à. Anh ba có hoa. Thêm một cây vàng lưỡi đỏ cho Nguyễn Tiên. Chị Nguyễn Tiên lấy một cây vàng lưỡi đỏ. Vàng lưỡi đỏ hết. Lưỡi đỏ có cây này kìa. Dưới chân nè. Đây nè, đây nè, đây nè cô. Còn có vài cây hả chị ơi. Lấy chị Nguyễn Tiên một cây vàng lưỡi đỏ. Nha, một cây cho chị Nguyễn Tiên. Nguyễn Tiên. Năm cây 5 màu 250 thôi anh chị. Quá trời rẻ. 5 cây 5 màu 250. Lấy combo đó thêm một cây vàng lưỡi đỏ nha. Ok chị. Rồi, đây. 5 cây cho chị nè. Giới thiệu cây vàng lưỡi đỏ là 6 cây nha chị. 6 cây có 300 ngàn. Rồi quá trời rẻ luôn. Rồi anh lùi ra đi vậy. Tối em like khoảng 7:30. 7:30, 7:45 gì đó. Trước 8 giờ. Sẽ cố gắng trước 8 giờ chị. Em lên một cây anh ba pháo hoa. Anh ba pháo hoa nha, em lên 5 cây 5 màu cho anh chị nè. Hồng sọc nè. Một cây hồng sọc có thân nè. Một cây tím đậm luôn nè. 5 cây 5 màu nha. Tím đậm nè. Ồ, cây này vàng lưỡi đỏ này đẹp quá. Một cây vàng lưỡi đỏ. Một cây cây hồng. Chị Nguyễn Tiền, một cây anh ba pháo hoa nữa hả? Lấy cho chị cây một cây anh ba pháo hoa nữa nè. Một ba mấy không? Một ba hai. Lấy cái đó, chị xem cái đó. Đâu có tôm rồi. Đâu rắc quá đi hết trơn luôn á. Không nè. Xả cây tím trắng tím lấy cây vàng lưỡi đỏ, chị Đào Ánh. Đào Ánh số mấy cho nó đổi cho 1 2 4 1 2 4. Lấy cây lưỡi đỏ thế vô dây trắng tiếp. 1 2 3 4 5. 5 cây 5 màu nha anh chị. Có cây vàng lưỡi đỏ lúc này nữa nè. Vỏ đẹp quá trời. 5 cây 5 màu nha. Ai chốt 5 cây 5 màu chốt giùm em. 5 cây 5 màu. Đây đưa cây vàng lưỡi đỏ cho khách coi cái. Cây vàng lưỡi đỏ đổi cho chị gì nè. Một cây Đào Ánh. Đào Ánh. Một cây anh ba pháo hoa chị Long Thanh. Ôi, đỏ cây trắng tím đẹp quá trời. Một cây anh ba pháo hoa cho chị Lan Thành. Rồi anh ba pháo hoa hết rồi nha. Một cây. Để mai em ghi chú chị Nguyễn Tiền là không lấy anh ba pháo hoa, không phải lấy cây hồng sọc. Trắng tím nha, trắng lưỡi tím, trắng hồng tím nha. Một cây. Em lên 5 cây 5 màu cho anh chị nha. Một cây 250 thôi. 5 cây 5 màu 250. Anh ba pháo hoa còn đây. Một cây trắng hồng tím. Một cây. Đó nắng màu em bán lộn xộn anh chị. Giá có 50 ngàn cây à. 250 5 cây đó. Nắng màu lộn xộn anh chị. Đó hồng sọc nha. Chuỗi bông rất là dài nha. 2 cây. Cây này 3 ngòng bông nha anh chị. 3 ngòng 1 ngòng với 2 ngòng nhỏ vòi nữa nha. Là tím nhung đậm nè. 3 cây. Này trùng qua tím nhung rồi. Cây vàng lưỡi đỏ nha. 4 cây. 5 cây. Phớt trắng phớt hồng. Nói hương nói tối lai. Có một đoạn rồi hát bài. Chị Lê Thi lấy 2 cây anh ba pháo hoa nở đều. 5 cây nha. 5 cây 250. Ai chốt 5 cây 250 giùm em. À, nắng bán la ở đâu mà thấy quen vậy? Nàng bán la hoa ở đâu? Nàng này hả? Nàng này bán la ở Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Sài Gòn. Một anh ba pháo hoa lấy 2 cây đều cho chị nè. Chị tên gì? Lê Thi. Chị Lê Thi ạ. 2 cây 36. Em Sài Gòn Tiền Giang nhưng mà em đi rải khắp đó chị ơi. Lấy hàng hả? Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, đâu cũng có em hết trơn nha. Chỗ đâu có lan là ở đó có phượng. Ở đâu có lan là ở đó có phượng. Vậy
chợ là đi đi tầm lan chị, ở đâu có lan là ở đó có phượng ạ. Năm cây năm màu 250 nha. Chú Tam này, thằng nhỏ lên like mà bác thằng nhỏ hát, riết nó like giữa chừng nó xuống luôn, không dám lên luôn. Chú này ác thiệt. Yêu nghiệt thiệt chứ. Lấy cái cây vàng lưỡi đỏ cho chị cầm lấy cho chị Thoa Dương nè. Thế vô bằng cây anh Ba Pháo Hoa luôn nè, chịu chơi luôn nè. Anh Ba Pháo Hoa luôn nè. Lê Thi của mùi đủ cho ta. Đủ 10. Mới chụp à. Mới cần chụp à. Đây, anh vào pháo hoa nha. Hai cây. Ba cây, cây này ba vòi. Tím nhung đậm. Ba cây nha. Trời ơi. Này trắng hồng tím luôn. 4 cây. Một cây hồng sọc 5 cây. 5 cây này 250, ai chốt combo này 250 chốt giùm em. Trời, có cây nhện đẹp quá. Mỗi yêu bán nhiêu vậy? 300. Lấy cái mặt bông chị vậy? Có một cây nhện đẹp quá trời đẹp luôn. Lấy cho anh bán đi. Có bông thực tế luôn. Chị đông kém là mua lan nó nằm ở đó à. Nó không có đi đâu hết đó. Chị có hoài. Rẻ mà. Em bán rẻ. 5 cây 250 nha. Quá trời vòi bông chị nhìn một ôm vừa có 250 ngàn. Mua về ghép một chậu giống với sau lưng em nè. Đứng ra cho nhìn. Không biết bắt hát nhưng hát vài câu thì mua lan. Trời ơi. Đó, một chậu anh chị nhìn chưa? Cái chậu sau lưng em đó. Ghép á, có 6 cây vô á, một màu rất là đẹp. Ghép một màu vô rất là đẹp. Nha, yeah, 6 cây 6 màu luôn. Hả? À, 5 cây này 250 ai chốt gì em, 250 chốt em, có cây nhện đẹp quá. Lấy cái cây có bông đó chị. Có một cây nhện. Đẹp. Nhện đẹp quá trời đẹp luôn. Lên bắt đầu lên cái hàng mà nó độc độc lạ lạ xíu rồi cái kia tối bán tiếp. Mỗi tài à. Đây. Độc độc lạ lạ để anh chị không thích dendro rẻ tiền thì cái này nhện nha, thơm, hoa thơm. Cây này 300 ngàn một lùm, rẻ không anh chị? Thực sự là rất là rẻ luôn. Dòng nhện như vậy rồi đã hiếm rồi, mà được cái chậu to như vậy mà hai còn bông nữa mà có 300 ngàn thôi. Chốt chị Lê Thi nè. Em còn cây nữa, mặt bông nha anh chị. Nhìn mặt bông em còn một cây, hai cây đó, có hai vòi nụ luôn. Lấy cây đó luôn, mặt bông nha. Giữ cây này chị Lê Thi nè, của chị Lê Thi nè. 300 ngàn anh chị nhìn cái cây này. Nếu mà anh chị trồng cái cây này anh chị có bán không? Chắc chắn không bán. Chắc chắn là em không bao giờ bán. Nó thật sự luôn á. Đó. 300 ngàn nè. Cây này nữa nè. Giá 350 đó em sale rồi đó. Hai ngòng bông nha. Còn một cây. Cuối cùng là hết luôn. Hả? Đâu? Của sót còn cây nữa hả? 300 ngàn, ai chốt cây này? Chốt chị Hà Trần Thị nè. Giữ cái cây mặt bông nha chị nha. Còn nha chị, xin lỗi nha, còn hai cây. Còn hai cây nha, em lên hai cây là cây nào cũng hai ngòng hết nè. Với chị Thư Phùng cây lùm luôn. 300 bán xeo luôn. Thư Phùng cây này hai vòi đi chị Thư Phùng ơi. Nè. Nè. Chị Thư Phùng luôn nè. Ba vòi luôn, ủa gãy vòi rồi. Gãy đi, nó có thể nó ra bông được trên những cái vòi này nữa nè. Rất là dễ. Chị Thư Phùng nha. Em còn cây cuối cùng. Anh Phạm còn cây cuối cùng 300 ngàn. Chị anh Phạm luôn, đủ đơn luôn. Rồi may quá. Cảm ơn ạ. Đó. Nhện nha. Rồi đủ luôn nha. Cây Thư Phùng cây này. Chị anh Phạm này là hết. Nhện. Em có Tề Thiên. Nhện rồi tới Tề Thiên. Nếu anh Tam Nguyễn còn ở đây nhớ cái cây, không phải anh chị ta, Thất Giả Thánh Quân. Thất Giả Thánh Quân chứ không phải anh là Tam Nguyễn. Năm trước em về một cây là hàng xách tay, đi máy bay xách về được 3 cây. Chủ vườn giữ 2 cây chia cho em được 1 cây. Năm đó em về em bán cho anh kia như là 450 một cây, nó cây cái chút xíu à. Thì cái bông nó lúc nào cũng có bông. Anh chị đừng bao giờ cắt ha, nó sẽ ra bông. Em cho anh chị coi mặt bông, em rất là mê cái loại này.
cho nên là lô đợt này về là em giữ lại, em dành hết luôn, em bán. Tề Thiên nha, chờ đợi em cho con mặt bông. Cảm ơn mấy anh chị ủng hộ nha. Tề Thiên, phụ nữ Tề Thiên, em chắc là đây là 99% mấy anh chị là chưa có cái này, tại hầu như là nó về xách tay và rất là nhỏ giọt, cho nên là hàng hiếm, 400.000 một cây. À, anh Tâm Nguyễn là đó.